có cái hoàng vương gì đó. Để lại coi thử chuyện có đổi gì ạ. Tình ơi sao đi mãi cùng trôi bờ mưa nhông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua đã qua, nha mấy chị.
Chị nào chốt đầm rớt khoai thì chốt con giúp giùm em đầm rớt khoai. À, đầm rớt khoai nè mấy chị. Đầm rớt khoai này thì 280.000. 280.000 đầm rớt khoai. Chị nào chưa chốt đầm rớt khoai thì chốt giúp giùm em đầm rớt khoai nha mấy chị. Áo dài có size tới 100kg nha, tổng cộng 4 size. 60 đến 70 đầm này mà chị Hạnh không mặc, chứ đầm này chị Hạnh mặc lên form đẹp lắm nè. Đầm rớt khoai giống như hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Đầm này vải đẹp lắm nha chị Hạnh. Đầm này nó làm lụa mà lụa đẹp lắm, cổ là cổ sơ mi trụ nha. Đầm này là giống như màu môm á mấy chị, màu xanh môm á. Cho nên mấy chị bao nhiêu ký nó rất là dễ mặc nha. Nó rất là dễ mặc, trung thung thì rất là dễ mặc đồ. Đó, chị nào chốt đầm rớt khoai thì chốt lên giúp giùm em đầm rớt khoai nha. Đúng rồi, hay. Nhưng mà chị đó có trả lời chưa? Chị nói sao lấy chị hả? Chị có kêu lấy không? Chị hỏi là 85kg vừa không? Có size 85kg cho chị. Mới nói chị mới về luôn hả? Lấy vừa, lấy 3 mực. Lấy gì? Lấy 3 mực bộ là sao? À, nếu vừa lấy em một bộ hay lấy ba một bộ? Hỏi gì là lấy một bộ hay lấy ba bộ? Alo, mấy chế ơi, mấy chế đâu rồi? Hôm nay em lên đầm Việt Nam xuất khẩu nha. Hôm qua em có một con đầm sơ mi á chị Hạnh. Hôm qua em có một con đầm sơ mi beo đẹp lắm nha. Em có con đầm sơ mi beo đẹp lắm. Rồi đầm này ba ít là 200kg nè. Đầm này là đầm bẹt phai và có nhung. Mấy chị lưu ý nha, đầm này 250 nha. Đầm này vải đuổi hay vải gì đã đó mấy chị ha. Đầm này lining chứ không phải đuổi. Mấy chị rồi lưu ý giúp giùm em cái dáng đầm nha. Nó là một là cổ tròn như thế này, hai là bẹt phai. Nhưng mà ở sau có lưng nhúng nè. Ở sau có lưng nhúng và đầm này size 100kg. Chị nào 100kg chốt đầm đen này chốt giùm cho em 250 nha. Lấy cái áo này xếp lại luôn hả? Lấy cái đầm xếp lại luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Hôm nay là tập trung lên đầm Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị. Ủa hồi trưa cái đống đầm mà đổ ra đây đâu, ai dọn đi đâu rồi? Rồi em lên tiếp là chưa bán được đâu, phụ gì? Hay cho. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm đi tìm nè. Đầm này 250 ngàn nha. Mấy chế ơi, cái đầm này với cái vải kim tím này khi mấy chị đi tiệc lên á, cái vải nó nhẹ nhàng mà nó rất là mịn ha. Nhẹ nhàng mịn lắm. Dạ con này size dưới 85kg. Con này size dưới 85kg nha. Chị nào chốt con này size dưới 85kg chốt lên giúp giùm em. Dưới 85kg đầm này. Lưu ý giúp em nha mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm đi tiệc kim tím size 100kg. Ủa sao bữa nay cầm lên toàn đầm size 100kg không? Quỳnh ơi lấy cho Út mấy cái móc không? Móc gỗ ngoài cùng á, móc gỗ ngoài cùng với tay trái này thôi. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm kim tím pha 100kg. Đây nè, cái con đầm vải gì mà chị Hạnh không chốt tiếc lắm luôn á chị Hạnh. Em nói thật lòng luôn. Vải mềm mà kim tím không có rớt nữa nè. Vải mềm mà kim tím không có rớt mà cổ đắp chéo nè. Đã vậy mà thứ nhất là cái form nó không có dài so với chiều cao của chị nữa. Mà con này chị Hạnh không chốt tiếc lắm luôn. Đầm kim tím pha 100kg 300.000. Đi lấy cái cục. Tí lấy cái đầm này ra tí. Qua để đây. Cái cục hàng nó bảy ra. Dạ đầm kim tuyến nó size 95 đến 100kg. À, chị nào 105, 101kg vẫn vừa đầm đó. Tại vì độ co giãn rất là nhiều. Em lên cho mấy chị một con đầm size 12 đầm công sở. Size 12 form dài qua gối. Có một con size 12 thôi. Dưới 73, 74, 75kg tùy chiều cao nha. Dưới 73, 74kg. Đầm xanh ngọc nè mấy chị. Đầm xanh ngọc nhiều nút ha. Công sở xanh ngọc nhiều nút dưới 73kg. Chị nào chốt đầm công sở xanh ngọc nhiều nút dưới 73kg chốt lên giúp giùm em nha. Chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em công sở xanh ngọc size 12. Công sở xanh ngọc size 12 chị nào chốt lên giúp giùm em. 59 chị ơi. 59 chị giả bộ nói chuyện với em cho em đỡ cô đơn được không? Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái mã đầm. Mã này là đầm vôn lụa 2 lớp nha. Mã này không co giãn. Hàng này hàng CK size 14. Dưới 77kg nha. Nhưng mà con này thì trừ hao xuống lại mấy chị là dưới 75kg. Con này chị nào mà thích form dịu dàng á, công sở mà nhẹ nhàng thì con này mấy chị chốt được ha. Thì con này mấy chị chốt được giúp em nha. Con này là size 14 tương đương dưới 75kg đầm bi. Chị nào chốt đầm bi thì chốt giúp giùm cho em nha mấy chị nha. Đầm bi chốt giúp giùm cho em. Đầm bi CK size 14 dưới 75kg. Dưới 75kg đầm sơ cây size 14. Ai chốt sơ cây
giùm em CK size 14. Rồi lên tiếp cho mấy chị đầm sọc. Đầm sọc có kèm dây nịt và đầm sọc này á mấy chị. À, em còn được mấy cái á. Đầm sọc này size số 12 nè. Size số 12 là tương đương dưới 73kg giúp em nha. Size 12 tương đương 7 quần quần sáng ăn cơm ngon. Chưa ăn cơm phải không? Con không ăn cơm. Đây là size 12 đầm sọc nè. Size 12 đầm sọc cưng lắm nha mấy chị. Con này cưng lắm luôn á nè, nó có hai đường chích e nè. Con này nó may bị giống như nó rác vải không có đúng, để trả con này lại đi anh. Anh ơi, hàng lỗi của mình là để em quăng qua đây để chút nữa xử lý xong. Dạ con nói nó làm cái đường chích nó hơi bị lệch á. Cái đường chích này nó không bị lệch nhiều nè. Nó phải không bị lệch, cho nó bị lệch nhiều là nó sẽ nhìn vô con đầm. Con này size 14 nè. Con này chị thể thao thanh y, con này vải đẹp lắm. Con này vải co giãn đẹp cực kỳ mấy chị ha. Con này vải co giãn đẹp lắm nha. Con này size 14 nè, mấy chị lấy đầm này thì báo lên em kiếm size nha. Báo lên em kiếm size nha mấy chị. Đầm sọc, chú giùm em đầm sọc size 14. Còn con này size bao nhiêu đây? Đầm sọc size 14. Chị nào chốt size 14 chốt lên giúp giùm em đầm sọc size 14 nha. Dạ con này size 16 nè. Con này đầm sọc size 16. Size 16 là khoảng cỡ dưới 83kg đầm sọc. Ai coi live stream không vậy? Dạ dưới 83kg đầm sọc. Rồi con mẫu này giống như đầm sọc này, nhưng mà nó là vảy hoa. Cũng là hàng sơ cây nha. Cũng là hàng sơ cây mấy chị. Con này size 16 mấy chị ơi. Size 16 dưới 83kg nha. 75-83kg con đầm hoa này. Rồi mấy chị chốt cái con đầm này về, mấy chị mặc bao phê lê phê lớp luôn. Đừng để ý con dây nịt đó. Con dây đó mấy chị tháo ra cũng được, mà mấy chị nịt vô cũng được, nhưng mà tháo nó đi cho nó dễ thương. Con này size 16 đầm hoa nè. 75-83kg đầm hoa. Chị nào chốt đầm hoa xếp ly chốt giùm em. Em thích đầm lắm mà không có cơ hội mặc đầm nhiều. Đấy, làm ở ngoài sân bóng hoài phải không chị? Rồi lên tiếp cho mấy chị con đầm hoa này nè. Kiểm tra coi thử con size mấy gặp chú hay không. Nè con đầm hoa này em còn 1, 2, 3 con. Con đầm hoa này bán like thì ít mà bán chụp hình đó. Chụp hình cho khách thì bán nhiều nha mấy chị. Size 10, 10. Em có 10, 12, 14 và 16 đầm này mấy chị. 10, 12, 14 và 16 đầm này nha mấy chị. Coi đầm Việt Nam xuất khẩu đó là. Đây là dây cục bụng ha. Mà nó nối phần trắng ở chỗ này, nó ráp vô phần trắng rất là đẹp. Chị nào chốt đầm hoa chốt lên giúp giùm em đầm hoa kèm số ký. Ủa mấy chị ơi, alo, anh bạn yêu hồi trưa được hai cái á. Alo, gửi rồi, gửi cùng hai đầm cho má nó rồi. Alo, chị ơi, 10, 12, 14, 16 nghe mấy chị. Dạ, nói chuyện với em, cho em ra con ngừ cái mấy chị. Alo. Chiều nay do la lu cu dụng lùng, đâu có đi lấy hè, đâu có đi lấy đồ được. Lùng tối rồi nó mất ngủ rồi. Áo dài mới về mẫu đó đó, mới về thêm mẫu đó đó chị, mới về thêm có một mẫu à. Để chuẩn bị nó sẽ ra áo đỏ, áo dài đỏ nhung. Hồi nãy em lên con hoa 7 màu thì đây là con hoa xanh nha mấy chị, size 16 luôn, 75-83kg. Con này là con hoa xanh rồi mấy chị, coi cái tay nó làm đẹp lắm. Cái tay nó lên form dịu dàng nhẹ nhàng lắm nha, con này size 16. Hello, hello mấy chị ơi. Nói chuyện với em đi mấy chị. Rồi lên tiếp con sơ cây hoa vàng. À, đó thì chị thích con nào đi tiệc được thì chị cứ hốt nha. Con này size 14 nè. Con này size 14 mà chị nào size 16 mặc cũng vừa nha. Tại con này form nó hơi lớn. Đây. Nhưng mà hàng này hàng sơ cây nè mấy chị, đẹp không? Vải đẹp lắm. Em nói mấy chị vải co giãn mà cổ đắp chiếu cực kỳ đẹp luôn. Chốt giùm em đầm hoa vàng. Đầm hoa vàng này khoảng cỡ, nếu mà chuẩn của nó là đúng 80kg nha, đầm hoa vàng. Cái xe nó màu đẹp thôi chị, trời ơi, đi ra cái chỗ xe 50cc mình mới thấy là rất là nhiều mẫu luôn. Chứ trên mạng họ đăng cũng không nhiều mẫu và mình không có hình dung được. Ra ngoài thì mình hình dung, mình thấy được cái dáng, cái mẫu xe luôn, mà cái lùng nó bé quá. Mà vậy mà con nó đã ngồi lên vừa xích luôn á chị, phải nói chung là định cắt cái yên xuống một chút nhưng mà cuối cùng không có cắt. Hả? Hello chị Hải Châu. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con da trăng nè mấy chị. Dạ da trăng nha. Da trăng này size 14 nè. Da trăng size 14 mấy chị, xinh không? Nó y chang con sơ cây hoa vàng. Nhưng mà con này mấy chị mặc quá đẹp lắm nha. Mấy chị coi hàng sơ cây cái con dây kéo nè. Đám gì ăn cơm em ơi? Đi ơi gì ăn cơm em? Chốt đây là con da trăng nha mấy chị nha.
chị nào chốt con da trăng thì chốt giúp em, con này cũng 80 kg da trăng. Chứ nào chốt da trăng thì chốt lên giúp giùm em da trăng nha mấy chị nha, da trăng. Đừng chốt da thằng lằn nha mấy chị. Em lo cho mấy chị một con đầm đen. Ôi chưa bán mớ hàng luôn trời đất ơi. Em lo cho mấy chị một con đầm đen để đi ăn tiệc nè. Con này khi mấy chị lên là cái ở trên này cái ren nó sẽ nằm như thế này, nó lộ lộ cái ngực trắng trắng mấy chị ra nè đó. Nhưng mà con này nếu đẹp thì 65 đến 75 kg. Con đầm đen này nè. Bé lùn mới nói thôi dì ơi từ từ mua, dì đang kẹt tiền, với lại cứ khoảng cỡ 7 ngày với tới mười mấy ngày là phải lấy một lần thuốc cho ông nội, nó tới mười mấy triệu chị. Đấy, nghe nó kêu vậy nhưng mà tại vì có những cái dự tính khác cho nên phải mua xe cho nó chị. Mua xe nó, coi ngày mai xe về tới, đáng lẽ chiều nay xe về luôn nè, phải để cắt yên á. Cho nên là mai mới xe mới về tới nơi nè, nó đi hai nó với Quỳnh chuẩn bị đi nát cái con đường này nè. Nát đường hẻm này nè. Em xem đầm đỏ phía sau à, Thảo Hồng. Dạ đầm đỏ dây chéo hả, cưng lắm. Quỳnh ơi lấy đầm đỏ dây chéo đi con. Dạ con hàng này con xe cây nè chị. Con này con xe cây nha. Con xe cây này em có size 12 nhưng mà size của nó 12 của nó là phải 77 kg, là bằng size 14 á. Trời ơi con này xinh lắm mấy chị ơi. Em nói thiệt con này mà để đi ăn tiệc là em nói sang chảnh, để nó chỗ con này mà đi tiệc là sang chảnh, bao bao đồng sàn dị mộng luôn. Con đầm sọc này nè, nó có size 12, 14, nó tương đương là 14 với 16 nha. Tại vì form này form rộng cho nên mấy chị chốt và chốt giúp em. Rồi em lo nhớ, đầm này em có hai màu chị, nhung đỏ và nhung đen. Nói chung là mẫu này là may lại lần thứ hai nè quý vị. Mẫu này là em may lại lần thứ hai nè. Đó mấy chị thấy xinh không? Cái tay nó cũng đẹp nữa nha. Mà em nói chị mẫu big size này mặc hầu như không thấy bụng. Không thấy bụng mẫu này nha. Nó có nhung đỏ và nhung đen mà nó có tổng cộng 4 size nha mấy chị. Nó có tổng cộng 4 size. Bây giờ đọc size đi ơi. 60-70kg size L, 70-80 XL, 80-90 A, 90-100 là bé. Dạ 4 size mấy chị. 60-70kg là size L nha mấy chị. 70-80 là size XL, 80-90 là size 2X, 90-100kg là size BX. Đó cho nên là chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp giùm em. Đầm sọc hở dưới không chị? Không hở dưới chị. Ý em 1m67 mặt dài qua gối lận chị. Nhưng mà con nói em nói chị Như Anh Dương đẹp lắm. Đó con móc cái con từ cây 350 chỗ qua. Đây nè em cho chị Như Anh Dương coi nè. Em cho chị coi cái phơm nè. Dài nha chị, dài nè. Chị coi nè, đó nó đắp qua tới đây nè. Nó không phải như con kia nè, đẹp không mấy chị? Rồi áo dài mới. Áo dài mới đẹp, em để cho coi. Áo khoa có ô ạ. Áo khoa có ô là gì? Áo khoác có không mà có. Chị Tuyết ơi, chị Tuyết nhiêu ký? Đây nè, rô sao đạo. Ê, nói nghe nè. Hôm nay em thì em sửa lại rồi. Sửa rồi. Ủa em coi trong mã đi. Thôi lỡ chữ 400 thôi. Đây nè gái. Em thấy cái mẫu mày này là em mê liền. Em mới thấy chị đăng bài không? Nó in nó may không có size 1 ly luôn á nè, quần nè ha. Nè coi nó in nó dài nè, gái, coi nó in nó dài nè. Chết người không? Bà nội cha coi nó in nó dài nè. Chết người không? Trời ơi là trời. Nè đã nghĩ con có vẻ nữa chứ. Cái vải in này là em lấy cái vải của đầm em thường may ấy, em đi in nha mấy chị đó ha. À, chị ơi giá đầm nhung 300, chị Thảo Hồng có size 60-100kg. Em có cái đầm nhung đỏ với nhung đen ngọc trai cũng đẹp, hình như bỏ trong này đi. Nhung đấy đỏ. Cái đầm nhung đỏ với nhung đen của ngọc trai á. À, em eo 95 vừa đầm sọc vừa size 12 đó nha. Chị là vừa size 12 đó luôn ha. 75kg lấy áo dài XL cho Rosalina đã. Rosalina đã. Đầm sọc đó là giá 350 hàng sơ cây chị. Rồi XL của Rosalina Đặng mới in đó con. Rồi Như Anh Dương một đầm sơ cây size 12. 12 đó là tương đương 14 là size chị đó. Còn có những con size 16 eo 95 tùy nha chị. Chị Như Anh Dương coi nó, chị Như Anh Dương vô đi. Eo 95. Nè em con đây đầm đi, có đầm đen mà chị. Đây nè mấy chị, đây là con đầm ngọc trai. Nói chung là con đầm này về gần 100 cái hai mẫu nè, mà gần hết rồi. Còn có mười mấy 20 cái này, mà trong vòng có 2 ngày mấy chị có cái tay đó nè. Em nói mấy chị là như công chúa vậy hả? Như công chúa luôn, đầm nhung luôn, mà
chị đầm nhung đẹp không? Nhung này không mềm, nếu mềm nó sẽ không nằm phơ me mà không cái phòng cái tay lên, cũng không có gọi là nhung cứng. Nếu mà nhung cứng thì chị em mặc nhà mình mặc vô nó sẽ cứng người. Mà cái nhung này vừa mềm mềm, vừa em vừa cứng cứng nha. Đấy, lấy đầm sọc cho chị rồi áo dài tối hôm nay về mẫu này thôi nha. Dạ. Ủa con, mới lấy cái đầm sọc nào vậy? Lấy đầm sọc cho chị Như, Ánh Dương chưa? Đây đầm sọc của chị Như, Ánh Dương size 12 nè. Thấy không? Đầm sọc này lấy size 12 tiếp tục cho chị. Ok, lấy cái đầm sọc cho chị Bùi Diễm. Nó có nhung đen nữa nè gái, trời ơi, bữa giờ ra đầm toàn đẹp không luôn á. Rosé lên đây nè, mặc vô chị nói như công chúa luôn á nè, như công chúa luôn. 350 sọc đây nè, cái caro. Đó. Rồi Diễm, Bùi Diễm, đưa chị coi sao. Dạ Ti lấy cho chị con nhung này mà ít cho lờ. Nay 14 bự lắm Ti, coi thử còn cái nào nữa. Kiếm đi. 12 á. Rồi sáng hút có đầm dữ lên chưa? Đó cái đều đó. Ủa cái đó không còn cái nào hả? Chị Bùi Diễm Huyền ơi, chị cho dùm em chiều cao cân nặng ấy. Chị Bùi Diễm Huyền ơi, chị 77kg, chị cao nhiêu rồi chị Huyền? Đó, lấy con đá Ti. Đây. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, Ti lấy cái đầm cổ ngọc trai nha. Rồi, đầm caro nè. Rồi, đầm caro của chị gì quên, Bùi Diễm Huyền đi nè. Rồi, 350 của Bùi Diễm Huyền. 1m5. Ti ơi, nốt đây. Bùi Diễm Huyền nói gì, 150 gì ạ? Về 1m5, 77kg, 1m5 của Bùi Diễm Hiền nốt đi mấy đứa ơi. Mấy đứa mà thấy ai đưa chiều cao cân nặng mua đồ không, mua đồ nốt hết đi con. Dạ xem lại đầm sọc á. Chị đợi em nha, chứ đầm sọc hiện giờ, đầm sọc mình còn con nào nữa không? Đây nè, cái đây nè. Thôi thử cái mẫu đó mẫu gì hả? Hình như mẫu đó mẫu khác không? Rồi em lên mẫu khác cho mấy chị, hình như con này có một con luôn à. Mà cái vải đầm sọc nó đẹp lắm nha. Áo khoác 65kg có chị, có nha. Nè con này mấy chị, con này là hàng của em Mai The Chặt Lê, Mai In The Việt Nam, hàng Việt Nam xuất khẩu đó. Dạ con này là hiện tại là nó không có cộng dây địch. Nó có cái bát này nó không có cộng dây địch nha. Cho nên khi mấy chị mua cũng đừng đòi cộng dây địch em. Nhưng mà con này chị nào mà 90kg là con này mặc đẹp nè. Chế nào mà 90kg là mặc con này đẹp. Mấy chị thấy cái tay không? 280.000 con caro này. Con caro này 280.000 nha. Có chị ơi, có. Lấy cái nhung đỡ XL chưa? Lấy rồi. XL của ai à? Rồi lấy bỏ đâu? Nhung đỡ XL. Lấy đâu? Vừa giờ đặng lấy rồi. Lấy gì vậy? Vừa giờ đặng thì lấy rồi. Có gì bao nhiêu ngày nè. Đó là áo dài. Còn giờ ta lấy đầm ngọc trai. Dạ. Đầm sọc 90 cân không chị? Cái đầm sọc hồi nãy là khách lấy hết rồi. Còn cái hai con à. Hai chị ha. Còn chút nữa em coi thử còn con nào thì em lấy sau cho chị nha. Em lấy sau chị, con đây là đầm caro 90kg nè. Cho em xem áo khoác được chị Tuyết. Chị Tuyết đợi em nha. Để coi thử trên lầu mình còn áo khoác gì. Áo khoác 160 hả? Áo khoác trên lầu mình còn ba áo khoác 160 là màu xám lông chuột á. Ừ, rồi lấy đi. Áo đó là phơm rộng nha chị, không phải phơm ôm. Dạ đầm sọc nè chị nào chốt sọc thì chốt giùm em sọc. Chị ơi cái đầm da trắng nó đẹp lắm á chị. Bùi Diễm Huyền đi nè, đi lấy cái đầm da trăng lại cho chị nè. Áo khoác này em có size từ 60 đến 100kg mà em nói mấy chị là vải, là riêng vải là 10 điểm nha. Đó nhiều lắm chị Dư Ảnh Dương đợi em, riêng vải chốt giùm em là xám loan nè. Xám loan này riêng vải là em nói mấy chị 10 điểm, chỉ có 160.000, có bo bụng nè, cho nên mấy chị mặc nó không có sợ rộng sợ chật ha. Mấy chị ơi cái con xe cây này nè, cái con xe cây size 14 này mấy chị mặc vô em nói mấy chị không có một điểm trừ luôn. Nói thật lòng luôn, mấy chị thấy cái màu nó sang không? Nó sang mà nó không có một điểm trừ của cái con CK này luôn nha mấy chị. Không có một điểm trừ luôn á. Cho nên chị nào chốt nhiều lắm, chị Như Ánh Dương ngồi chơi với em nha. CK, chị nào chốt hàng CK chốt lời em nè. Hổm giờ mã này bị lãng quên nè. Mã này mã cũ đắp chéo mà bị lãng quên nè mấy chị. Sai gì đây? Cũng là hàng CK luôn, size 16. Nhưng mà con này dưới 85kg nha mấy chị. Coi form giúp em. Mấy chị coi form CK hoa giúp em nha. Ha. Chị ơi áo khoác mặc với quần sọt không chị? Áo khoác mặc với quần sọt. Áo đó em có áo khoác mới đưa lên á.
Hay là chị muốn áo khoác riêng, áo khoác riêng thì size 65kg nhiều. À chị muốn áo khoác, em có một cái mẫu khoác nữa Ti. Cái kệ cầu thang đi xuống, ngăn dưới cùng nó có áo khoác tím, lấy size L lên, sale cho 280 tí xíu này em sale cho mấy chị 170.000. Đây mấy chị ơi, chốt giùm em hàng sơ cây hoa size 16 này. Sơ cây hoa size 16. Chị nào chốt sơ cây hoa size 16, chốt lên giúp giùm em sơ cây hoa size 16. Gì đây? Gì đây? Rồi có con áo nè. Có con áo bán cho 80.000. Caro dễ thương không? Dễ thương chưa? Có con mà bán cho 80.000 nè. Rồi 80.000 dưới 82kg. Đầm hoa xanh của chị Bimbi Life. 350 sơ cây của chị Bimbi Life. Nè chị Bimbi Life, em có con đầm này size 12 nè, màu xanh hồi bữa chị hỏi nè. Size 12 này dưới 75kg nè chị Bimbi Life, con này 250. Đầm hoa xanh. Tim là cái gì? Này hai chị trên đô. Nhiều là 70.000 hay 80.000 quên nè. Tim đó không chị trên đô nè, chị Bimbi Life cái màu xanh hồi bữa chị hỏi là xanh ngọc nè. Đó, xanh ngọc này chị. Con này size 12 dưới 75kg. Chị đâu chốt con này chốt giùm em. Ừ. Em ơi đầm cho mẹ cao 1m6. Bụng hơn 100. Chị Nguyễn Ngọc Linh đầm cho mẹ cao 1m6, 67kg. Tí lựa cho chị mấy cái đầm mà có khuyên khuyên ở đây là Tí à. Đầm hồi trưa chị like mấy cái đầm mà mày quăng vô lại đầm khuyên khuyên. Với lại có một cái đầm nhiều nút gì mà màu đen đem ra chốt với chị Đăng Thủy 250 này. Hồi trưa mày quăng vô cái đùng á. Dạ mấy con quần này là eo 92 nè mấy chị, còn 3 con nè. Đây nè. Dạ đầm này cho mẹ nè chị Ngọc Linh ơi. Đầm này 280 cho mẹ. Nếu mà để em lấy size này cho mẹ. Size này của mẹ chị Linh nè. Mẹ chị Linh nè. Bụng hơn 100. Ơi con này bụng không hơn 100 nha. Con này khoảng cỡ dưới 77kg thôi, nhưng mà bụng khoảng cỡ dưới 95 thôi. Hơn 100 để em lấy mẫu khác. Có cái đầm hồi trưa đầm của Tim ở dưới nó cũng nhúng vậy nè Tim ạ. Hút ra cho chị. Màu này luôn nè. Màu này luôn dưới đất nè. Nè mấy chị, đầm này size 14 dưới 77kg, nhưng mà eo khoảng cỡ dưới 95 nha. Dạ 80kg vừa chị, 80kg vừa. Áo dài hôm nay chị nào lấy thì báo em nha. Áo dài hôm nay chị nào lấy áo dài thì báo giúp em. Áo dài ha. Áo dài chế nào lấy thì báo giúp em. Hôm nay may áo dài có cổ cho mấy chị luôn nè. Kèm với quần ống rộng, kèm với lại quần tây ha. Kèm với quần tây. Này size nhiêu à? Size 12. Này size nhiêu? Size 12. 80kg vừa không? Rồi em xe cho mấy chị một mã áo khoác nha. Em xe cho mấy chị một mã áo khoác. Mã này là 280, xe mấy chị 170 nha. Áo khoác này là nhung tâm. Mấy chị lưu ý giúp em, áo khoác này là nhung tâm nha. Có đây là nhung tâm ha. Áo khoác này bụi lắm mấy chị ơi. Áo khoác này rất là bụi, cổ cao để chia cổ khỏi đen. Nhung tâm. Chị nào chốt áo khoác nhung tâm chốt giùm em kèm số ký nha. 280 xả 170. Mẫu bữa nay đi chơi với người yêu đấy rồi. Đây 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 cho mẹ nè chị ơi. Eo 100 nè. Mấy chị hỏi đầm đó là đầm nào? 280 cái đầm mà có cái khuy đây 280. Chị nào đây để chị nào cho mẹ đâu rồi. Áo dài keo cổ quá Yên ơi. Không có đâu Tuy Võ, bữa giờ may cổ tròn không mà bữa nay mới may ra cổ đây cho mấy chị mặc phải xinh lắm. Nha, thử test mẫu test gặp đó rồi chị Nguyễn Ngọc Linh. Size eo mẹ chị Trâm nè. Xuất sắc không? Em nói thiệt những cái con đầm này mấy chị mặc vô cỡ nào cũng tôn dáng và cỡ nào cũng gọn. Đã đời không mấy chị? Eo 100 là bằng ý Yên. Và con đầm này mấy chị mặc lên xinh lắm. 280 kìa, chốt giùm em là đầm xanh đen size size nha, size 2. Đầm xanh đen size 2, con này khoảng cỡ dưới 85kg eo trên. Eo khoảng cỡ từ 95 đến 105. Ha. Mấy chị hỏi gắn giùm em cái đầm đó là cái đầm gì vô nha. Chứ trả lời chung chung là chết luôn á. Hay con mẫu nó đi chơi với người yêu rồi chị. Nó chơi với người yêu ở Tây Ban Nha mới gì à. Thằng đó ở Tây Ban Nha mới gì à chị. Sao không ship? Quên. Vô lấy chục quần chip ren coi thử còn cái ba quần chip ren không ship cho chị ăn không. Chị ăn ăn đợi em chút nha. Quên bill chị. Rồi lên cho mấy chị con đầm này size 14 nè. Có một con duy nhất trong cuộc đời thôi nè. Mấy chị coi form nè. Chị Bimbi Life ơi đẹp không? Trời ơi con này mà tết mặc một phát là em nói mấy chị chết ngắt luôn. 300 ngàn nè. Size 14 dưới 77kg. Trời ơi mấy chị ơi. Áo khoác 85kg size 2 của chị Bimbi Life. Tuy ơi áo khoác tím này nè. Chị Bimbi Life có muốn lấy áo khoác này 160 không? Trời ơi. Hay.
em nói chị là con vải của con áo khoác này là 10 điểm nè. Xám loan, xám loan rất là đẹp nha. Nhưng em nói chị là con vải này 10 điểm mà chỉ có trong 6 áo khoác này thôi. Chị nào chốt áo khoác xám loan kèm số ký lên giùm em 160. Dạ con đầm này là size dưới 75, dưới 77 ký. Mấy chế ơi, con này em nói mấy chế nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Con này size cái gì qua nè. Con này, con này lấy size số 2 cho BB Line. Quên cái vụ áo khoác 160 vậy, nó đang đi lấy cho chị đó. Hồi bữa em còn đúng một cái bao quần 1, 2. Cẩn thận củi lửa. Lắm luôn á. Lên áo khoác hả ân ân?
Cứ nhắn tin cho chị đi, nếu chị không có, chị không còn size chị đổi mẫu khác cho em. Rồi đây nè mấy chị, con này là đầm, con này là đầm, con này là đầm đầm Việt Nam xuất khẩu 280 ngàn, em nhớ em bán 250 đi. Dạ con này 250 nha, con này size 16 mấy chị, size 16. Bầu ô bầu, nó có mấy cái bà đầm mặt bầu kìa. Có mua không chị sale cho? À, một cái đầm bi đó đợt sau này về vải hơi mỏng thôi. 140. Chút nữa em sẽ đem cái bao đó ra em sale, tại vì mấy chị ý kiến mà thôi bán hàng giá rẻ thì vải nó hơi mỏng tí hay như thế nào tí, mà mấy chị ý kiến tí xíu để em sale cái con đầm dây bầu mặt hũ ở nhà cho 90 ngàn. Đầm này là size, đầm này là size bao nhiêu đây? 16. Mới đọc nhiêu quên rồi, 16. 16, con này là size khoảng cỡ từ 76kg đến 83kg đầm bò. Mà mấy chị thấy khúc dưới nó đẹp không? Rồi đầm bò size 16 nè. Chị nào chốt đầm bò size 16 chốt giùm em. Dạ có size chị Tuyết. Chị Tuyết cứ chốt đồ kèm số ký đi, em lấy size cho chị. Chật rộng gì cứ báo em xử lý hết nha. Chật thì báo em thôi chứ rộng thì có thể xích so giùm em tí nha mấy chị nha. Nhất là hàng sale ha. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm CK size 16 nè mấy chị. Ôi đầm CK hôm nay về đẹp lắm luôn. Đầm CK size 16 ở giữa có rút bụng nè nha mấy chị nha. Ở giữa có rút bụng, đầm CK size 16. Con này chị nào 80kg hút nó cho em. Hút đầu nó cho em 70-80kg. 70-80kg. À, dạ size 16 màu nào chị Nhật Hoa, mã nào? Tím 72kg dồn đơn, chị Tuyết có đơn này không? Tí lấy áo khoác này xây lên lời cho chị Minh Tuyết. Dạ dồn đơn cho chị Minh Tuyết đi. Còn em xin địa chỉ ai em cho thì cứ xả bill đi chứ có gì đâu mà ngồi phải lăn tăn với khách. Có gì để ngồi lăn tăn hết, khỏi lăn tăn. Em có đầm 100kg nè chị ơi. Chị nào mà 100kg nè, dạ màu vàng. Đây đây đưa, đưa màu vàng, vàng bò phải không chị? Vàng bò size 16 hả chị Nhật Hoa, lên chiều cao cân nặng cho em đi. Nè chị ơi, cái con này khi chị mặc lên cái dáng nó dịu dàng lắm, nó mềm mại lắm nha chị. Đây nè, khi chị mặc lên cái dáng nó mềm mại dịu dàng, tại hồi tối hôm nay con nhỏ mẫu em nó đi chơi với trai rồi ha. 250 nè của chị Nhật Hoa. Chị Nhật Hoa lên địa chỉ kèm số ký giúp em nha. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm 100kg đầm nhúng ngực nè, không ủi thôi nha, chứ con đầm này phơm cực kỳ đẹp, tại vì nó là giống như vậy đuổi vậy lai nình á. Mấy chị coi tay đấy nè ha. Rồi coi mẫu đó nè, rồi ở giữa có rút ngực nè mấy chị thấy không. Nhưng mà con này size thông báo với mấy chị là nhẹ nhẹ cho mấy chị thôi, là size này size 100kg, 250 ngàn đầm đen nha, hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị, 250 ngàn đầm đen. Chị nào chốt đen thì chốt lên giúp giùm em. Chị Nhật Hoa bà danh thì chị xuất khẩu em lên cho mấy chị một con đầm 60-70kg đầm xanh, đầm xanh có xếp ly ở dưới, đầm xanh xếp ly dưới nha mấy chị nha, đầm xanh xếp ly. Chế nào chốt đầm xanh xếp ly chốt lên giúp giùm em đẹp ha. Mấy chị coi vải kim tuyến của nó, kim tuyến không có rớt nha. Rồi đầm xanh này size 60-70kg nè. Chị nào chốt đầm xanh này chốt lên giúp giùm em đầm xanh nha. Mấy chị khách mới lưu ý giúp em, ví dụ hàng xuống tới kiểm tra đúng mẫu hàng mình đặt nhận giùm. Trả tiền ship, trả tiền hàng cho shipper. Rồi vô thử chọc rộng đi, cứ chải, ví dụ như bị chọc cái tay, chọc cái nách, chọc cái chim gì đó, cứ chải ra nó yên ơi. Yên gửi đổi giùm cho chị size lớn tí nha. Đó là em sẽ biết ha. Em sẽ xử lý mấy chị với nhà em là nhân viên là toàn con cháu không à, chứ không có nhân viên như người ta. Em có con đầm này 250 nè, em xả cho mấy chị một cái giá dễ thương yêu thương nè. Hả? Chị Trương Anh Hồng cho coi lại con đen. Giờ chị Trương Anh Hồng nhiêu ký à? Mặc cái áo này, giờ áo này hồi xưa có may bán á chá. May bán là bán hết rồi, áo này tính ra phải 550 rồi đó chị. Để em kiếm lại cái vải phone này em may lại nha. Nhưng mà con đầm vàng bò có size 67kg không? Dạ không chị Phượng, nó bị lẻ size hết trơn à. Nè em có một con đầm thun lai dông nè mấy chế. Khi mấy chế mặc ra cái chỗ đây nó căng như thế này nè, nó làm đẹp lắm, nó làm rất là đẹp. Dạ đầm này sale cho mấy chị 190 nha, 250 sale 190 con này ha. Nhưng mà con này là mấy chị biết size gì không? 80-90kg, 77-76-77kg, 76-77kg đến 90kg là được, hoặc là 88kg. Mà khi mấy chị mặc lên cái mẫu chỗ này nó đẹp lắm nha, cái mẫu sắn nó làm sẵn như vậy nè, đẹp lắm, rất là đẹp luôn nha.
Đấy, cho nên chị nào chốt với con nào mày nè, mấy chị mặc nguyên ngày nó đã lắm. Tại vì nó là giống như thun lai giống, co giãn, phải thun co giãn 4 chiều mà hàng Việt Nam xuất khẩu nữa. Cho em xem áo dài màu cam phía sau mẹ nho. Áo dài ở đó, áo dài tay thổ cẩm cánh sen đúng không? Để im mấy tin. À, áo dài đó là vải co giãn nha chị đó, em tránh cho chát coi quần dài. Mẹ nho nhiêu ký vậy? Mẹ nho hình như có mua đồ mình đúng không? 63 ký. Còn sai chị. Chị lấy áo dài này, nếu 63 ký chị lấy áo dài cánh sen này nè. Ủa không phải. Chị 63 ký lấy áo dài này nè. Mẹ nho áo lấy áo dài này nè, mẹ nho lấy áo dài này về là không có bị thất vọng luôn. Mẹ nho lấy áo dài màu này là không về không bị thất vọng. Nếu mà cái thun này nó rộng á thì chị cứ chung cái thun vô giùm em nha. Tại vì may cái số đo đó đó mấy chị ạ, cho nên là mấy chị mà 63 ký thì nó hơi rộng tí, nhưng mà size này là size 60 đến 70 ký là xinh lắm. Hoặc là áo dài con cong cũng đẹp. Hoặc là áo dài đó thì cái màu đó nó hơi đứng một tí. Đó đây nè mấy chị, đẹp á. Rồi áo dài, nhưng mà áo dài cánh sen này em chị size co vải co dễ chỉ còn size L là 60 đến 70 ký thôi. Ha. À. Đây áo dài cánh sen xếp lại giùm Út quay con. Chị nào chốt áo dài cánh sen thì chốt lên giúp em nha. Áo dài cánh sen nhiều mẫu lắm chị. Muốn coi áo dài cong thì chốt em áo dài cong ha. Thích bộ cam phía sau rồi Tây, lấy bộ cam đang treo ở sau rồi Tây. Phải ở sau là bộ cam không? Phải ở sau bộ cam không? Đúng rồi. Phải đang treo bộ cam sau kia không? Một vàng treo trong á. Mày sắc cái gì mà dở cái gì chim hán rồi nó lên vậy Tây? À đây áo dài con cong chứ ơi. Đây áo dài con cong. Chị có muốn em gửi hình cho chị. Này áo dài con cong nè mấy chị. Áo dài con cong thì kèm với lại chân váy trắng ren nha. Áo dài con cong thì kèm chân váy trắng ren nha mấy chị nha. Đấy. Rồi áo dài em gửi hình cho mẹ nho nha. Em gửi hình cho mẹ nho nha. Chị nhìn vậy rõ không? Chị vậy anh nói đi anh. Chị vô chị xem xong rồi chị đi ra chị không cho em được chữ chung rồi chị được hoa. Ủa mẹ nhau hồi bữa giờ chưa mua đồ em thấy cứ chào 222 hoài. Hỏi hỏi dạ chị coi trên mannequin giùm em ấy. Dạ đó chị cây cho tay kem thổ cẩm nó vậy đó. Mannequin em nó mặc đó chị. Dễ thương lắm chị, giỏi co giãn thôi nha. Đó rồi lên đầm tiếp nha mấy chị nha. Đầm tiếp. Rồi em lên cho mấy chị con này đầm mới về ngày hôm qua nè, nó có hai màu. Đen nhung và đỏ nhung mấy chị, nó có size từ 60 đến 100 ký mấy chị ơi. Nó có size từ 60. Trời ơi con này là em bán banh chành chị dậu rồi mấy chị, coi tay phòng đẹp không? Coi đỏ, coi đen ngọc trai nè. Trời ơi bữa nay về toàn mẫu đầm đá không. Ai buồn gì chịu với tôi là bữa nay tôi về mẫu đầm đá không. Hai con mất dạy. Đây là mẫu đầm đỏ nhung nè. Ai biết tưởng đâu tụi bay ghẹo tao. Đây nè mấy chị, hai đứa chưa ăn cơm thì về ăn cơm, mày đang bán ế để anh Ti nó làm cho, đi đi con. Đây là đầm đỏ ngọc trai, trời ơi, cái tay với cái dáng nè quý vị ơi, trời em nói thiệt đẹp lắm luôn. Áo dài em mặc vừa không? Áo dài lên số ký đi Huyền Nguyễn ơi, lên chiều cao cân nặng đi bà nội. Đó mua mà chị lâu rồi, mua hồi chốt cái áo dài thổ cẩm nha. Giá bao nhiêu chị mẹ nho, 63 ký hả? B120 chị, B120 vải co giãn nha. Bây giờ lấy áo dài đó xay lò hút thuốc xong vô lấy cho mẹ nha. Dạ bà chị mẹ nha, cho em xin lời chị chứ chị em bị mất của chị rồi. Mày mau lắm, cái gì em bị mất của chị rồi. Em bị mất cái chị của chị mất, rồi. Mất thông tin của chị rồi chị. Ờ vậy đi. Nó rõ ràng nha mấy đứa. Còn chị Nhật Hoa. Chị xíu đâu có địa chỉ em xả chị nghe chứ chị vô chị xem vô chị đi mục tiêu chị Nhật Hoa. Alo. Alo chị Nhật Hoa ơi. Ta nói em đang bán ế lắm nha. Không có tiền may mua tả cho quỷ bảy đó. Em lo cho mấy chị một con đầm đi tiệc nè mấy chị ơi. Mai em không có tiền mua tả sữa cho chồng em nha mấy chị. À mua tả sữa nữa. À đẩy đỏ. Đẩy đỏ. Giấy đỏ. Còn giấy đỏ 104 eo 94 có size không chị? Em có size cái 130 luôn mấy chị. Vú 130 luôn. Vú chị 104 là vú chị chứ có size nha nhà em đâu có size nha chị. Chị chắc cũng cỡ 70-72 ký à. Chị Yên em nhận đồ rồi sao chị không gửi quần nhung đen cho em luôn. Chị má ơi quần nhung đen mới chốt tối qua sao gửi được bà nội. Quần nhung đen mới chốt tối qua vô sao gửi mẹ đi đường chim bay hả mẹ. Chị ra đứng cửa em đứng em quăng luôn. Chị ra đứng cửa đi em bước ra quăng cái bạc. Chị chụp một cái bập vô cho em khỏi đưa tiền cũng được.
trời, cái gì vậy ta? Đây là mấy chị, đây là đầm đi tiệc nè. Ồ ô chế nè, mà hôm nay còn gửi 90kg hút con đồng đi tiệc này là 90, 92, 94kg nè. Là ta nói chết ngắt, chết ngư luôn à. Chết không có lối thoát luôn, để trở nè. Nè bán ơi, khỏi đưa xuống. Đưa chiêu hái đầm nhung ra sau này ti. Đâu đưa cái đồ thổ cẩm đi cho chị coi gần nè. Xin đưa chị xuống rồi. Đưa con đá đây. Thêm thằng ở trên mây nữa. Nè cầm nè Bi. Rồi chị mẹ nha ơi. Chị mẹ nha ơi, coi giùm em áo dài để gần nha. Đây nè, nói chung là đây sao ở ngoài nó vậy đó, thổ cẩm nè. Nè, ở dưới đây là hoa sen nè. Một nhành hoa sen dựng bát. Tèo 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 tèo. Dạ mấy chị coi nè, một khi mà vải co giãn in lên nó sẽ giống như thế này. Mấy chị đừng nói cũ mới rồi tội nghiệp em nha. Dạ đồng đỏ 300. Nè áo dài hoa sen nè chị. Bỏ vô bây giờ bớt cười. Rồi đây đầm áo dài ta sẽ ổ lộ áo dài hoa sen. Áo dài hoa sen em lấy cái đầm đỏ ngọc trai size XL. Đáng lẽ mày phải chốt hai cái. Cái đầm đỏ ngọc trai size XL nó đẹp dữ dằn lắm, đủ mình như. Hiền Nguyễn nói kìa mấy đứa ơi. Hiền Nguyễn hỏi gì vậy ta? Áo dài em mặc vừa không đã nói rồi, có tổng cộng 4 size. 60-70kg một size. 70-80kg một size. 80-90kg một size và 90-100kg một size. Có size em yêu. Size em là size XL. Đó. Đầm cổ ngọc trai size XL của Đỗ Quỳnh Như. Rõ chưa? Đầm đỏ cổ ngọc trai size XL. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm size 12, nhưng mà con này còn cỡ 70kg thôi. Ha. À, con này size còn cỡ 70kg thôi. Hàng này là hàng Studio The One. Đó, để em đọc tiếng Anh cho mấy chị nghe, nhưng mà đẹp lắm nha. Cái con này lên tôm đẹp lắm chị, là bằng khoảng cỡ 60-69kg hút con này. Ha, à, để em đọc tiếng Anh cho mấy chị cái hãng nè. Studio Wonder New Year 12 Made in the Việt Nam. Đó, cho em xem áo dài không phải thổ cẩm. Hiền nhất sớm, bà nội, bà hiền nhất sớm, chắc tôi giữ nhất sớm. Áo dài gì? Đặt cái tên tới ghét nữa. Áo dài gì? À, muốn lấy áo dài có tay hay áo dài yếm? Nói đi, nhà em gì cũng có, tiền không có thôi, 60-70kg. Thưa mấy bà đặt tên, mấy bà hay biện minh cho mình á, mấy bà giữ quá. Ừ, mấy bà là đặt tên là hay biện minh cho mấy bà đó, không ai hỏi luôn. Tuấn chúc cái đầm đỏ ngọc trai ngược 1 giây 4 giây. Một năm kinh kế khó khăn em kịp lại đầm đỏ ngọc trai. Bây ơi, cho con đầm đỏ ngọc trai xoay ít lời nữa cho Tuấn Tú. Dạ, có tay hả chị Hiền Nhất Sớm? Chị Hiền Nhất Sớm coi áo dài con cô ở lầu con công nha. Để em, đợi em chút. Bà Đặng Hạnh nguy hiểm kia, chốt đơn là cọc kẹt nha. Một bao đây nha. Ừ, một bao ở đây nè. Gì lắm à. Nha chị. Hàng này của 353 Tân Sơn nè. Áo dài có nhiều mẫu lắm. À, mẫu hoa sen đang mặc. Mẫu con công hồi nãy đưa lên. À, mẫu hoa sen thì còn size 60-70kg thôi. Mẫu áo dài cô gái in. Còn năm nay ai cũng khó khăn á. Năm sau chị phải giải tán cái nhà bên đây là biết rồi đó. XL của chị Tuấn Tú đi. Chị Tuấn Tú xuống có đúng hàng y nhận nha. Cứ trả tiền shipper xong rồi vô mặc thử chật rộng gì báo yên đổi size nha. Tại vì cái size của chị nó nằm lưng chừng lưng á. Nó nằm giữa cái 70 với cái 80kg á. Cho nên chị cứ thoải mái đi. Có gì báo em nha. Em gửi xuống đổi trẻ không có tính ship chị đâu. Chị Tuấn lên... Tú ơi, và cho em xin chị xuống thoại chị. Em phải nhắn tin cho chị rồi. Rồi lên cho mấy chị nè. Lên cho mấy chị đầm bà. Đầm bà này size 16 nhưng mà mấy chị ơi khoảng cỡ 77-78kg là mặc được rồi nha. Hoặc là dưới 80kg mặc được rồi, tại vì hàng này có là hàng có thương hiệu á chị. Cái hàng của Sahari á là lúc nào nó cũng cao tiền và mắc hết nha. Và con này 350. Trời ơi con này xinh lắm chị nào, 80kg hút con này để dành đi tiệc này. Con này Sahari, chị nào 75kg đến 80kg hút với con Sahari size 16 này cho em nha. Đó, Sahari. Ai chốt Sahari chốt giùm em Sahari nha. Con này nó dễ đọc tiếng Anh nè, chứ nãy giờ mấy con khác là em đọc xong hầu bị lông não luôn rồi. Em nói thiệt mấy chị là hồi bữa giờ em chưa thử con này. Nhưng mà nếu mà mấy chị là cái người cầm vải của con đầm này, mấy chị sẽ bị mê mỏng. Nhưng con này size lớn nha. Em nói mấy chị là con này xinh lắm. Con này rất là xinh. Con này khi mấy chị mặc lên là em xinh, mà em đứng hầm xình nó cũng xinh là cái con này. Thấy không vậy? Không. Nãy giờ mày thấy luôn hả? Kim Phượng đầm đen 70kg của em bé hả? Chị Phượng ơi! Chị Phượng lên giùm em cái dòng eo để em đo con đó nha. Tại vì cái con đó là đưa con. Đưa cái thuốc dây mấy đứa à. Thuốc dây. Quỳnh ơi, chết ơi, nó đứng vậy như bà già luôn rồi. Đây chị Phượng ơi, đợi em. Đợi em đo cái con đầm đen viền 2, 3, quên lộn. Thôi tính 280 đi.
Dạ con này cẩn thận củi lửa nha. Dạ con này eo chị 88 vừa không chị Phượng ơi? Chị Kim Phượng ơi, nếu con này eo chị 88 vừa thì Yên mới chốt cho chị. Nếu eo chị hơn 88 thì Yên sẽ không chốt cho chị con này nha. Ok không? À eo 87 là vừa chị Phượng nha. Mong con này bãi co giãn. Rồi tính cho chị 208 đáng lẽ 300 yêu thương. Nốt eo 88 70kg. Cho đúng chiều cao con nặng cho em. Chị uống tóc Hoàng Anh ưng thì cứ chốt. Em còn nợ chị nhiêu à? Em còn nợ chị con Đầm Ngọc Trai phải không? Ưng chốt không vừa em đổi. Tại vì con nói em mặc dừa. Yeah. Em may bao áo dài đẹp lắm. Để Tết em ngồi ngựa em đi chụp hình rồi xong rồi qua Tết em bán lại cho mấy chị. Rồi thêm cái chị Tính Tú vô trên xong rồi đi đâu mất tiêu nữa rồi chị ơi. Alo, alo chị Tính Tú, chị à, đâu rồi? Còn chị Nhật Hoa nãy cũng vô xe mất tích thì giờ em xả nha. Alo Nhật Hoa ơi, em bán cái đồ chút. Ủa má bán được cái nó khổ em đi bộ. Biết sao hả thấy không? À con à, ngồi mặt rồi. Đủ má được rồi Tây à. Mày đi ra đây. Mày có mày. Cô uống tóc Hồng Anh giờ cầm ra đây. Má ơi 350 uống tóc Hồng Anh. Mày nãy cái tự nhiên con cái người đen ngồi. Cái ngầu nó bù chứ. Má thằng ở vô bắt tay ngồi. Hôm nay về áo dài đẹp lắm. Em năn nỉ với chị là chị uống tóc Hồng Anh mà có thích phơm cổ rộng là phải chốt con này nè. Chị uống tóc Hồng Anh mà có thích phơm cổ rộng là phải chốt con này. Nói thiệt lòng luôn á. Tại vì khi mấy chị mặc lên nó như thế này nè. Ha, xong rồi cái này nè, cái tà này mấy chị cột qua này. Cái tà này đó, mấy chị cột qua này mấy chị nè, mấy chị cột cái tà này qua này. Nó ra cái phơm đầm đẹp lắm nhưng mà đầm này á, phải chị nào 90kg nó mới đẹp ha. Đầm này chị nào mà khoảng cỡ là 88kg đến 95-97kg mới vừa cái con đầm cam này. Đầm cam này bán sale cho mấy chị với giá 160 ngàn. Đầm cam bán sale cho mấy chị giá 160 ngàn. Trời ơi cái con đầm này con mẫu em nó mặc lên đẹp lắm. Cái con đầm này chị Kim Phượng lấy được nè. Size số 10 là chị Phượng. Con đầm này con nhỏ mẫu em nó mặc lên là mấy chị bị mê ha. Hàng mới, hàng xì, hàng mới nha chị. Cái hàng mà em đăng like là hàng Việt Nam xuất khẩu nha chị, hàng mới. Em không có bán quần áo xi chị. Đây nè mấy chị, đây là đầm Việt Nam xuất khẩu. Ở trong là thun lai dông, ở ngoài là tây. Nó giống như có một con áo khót á. Đầm này 250 nha. Và đầm này size 60-70kg nè. Chị Kim Phượng có ưng thì chốt con đầm này. Tại vì khi con đầm này mặc lên vừa sang mà vừa dễ thương nha chị. 60-70kg con đầm đen này. Chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em. Hồi nãy giờ mà có đưa áo dài lên cho Bí Hiền coi cho vậy ta. Alo cho uống miếng nước mấy đứa ơi. Đúng rồi đây. Ôi, nó làm quay chậm kìa. Nè Tê Bi. Tê ơi lấy áo dài con cong. Áo dài hoa sen hồi nãy Hiền coi lấy áo dài con cong đi. Xem hả? Ở đây còn con cái mẻ đầm đó có của chị Như Ánh Dương nha. Chị Như Ánh Dương lấy đầm đó thì báo giùm em. Tuy hút cái con đầm này xuống luôn Tuy. Tuy Hằng Bi lấy 3-4 con đầm thì nói xuống. Đây là đầm, đây là áo dài con cong nè em yêu. Nhưng mà con này xinh lắm. Ở tuổi trên mạng thì nó chỉ có 1-2 size. Từ 50kg đến 90kg 3 size cho mấy chị lựa chọn. Còn đối với em là từ 60kg đến 100kg là 4 size rõ rệt ha. 4 size rõ rệt. Chị Tuấn Tú cho địa chỉ xong thoại chưa? Có. Dạ thấy, thấy chị. Cái đầm đen vô nó có size của chị Như Ánh Dương nha. Cái con này là nó kèm với lại chân váy ren nè gái ơi. Hiền ơi Hiền nhất à, Hiền ơi Hiền à. Nhưng mà vải co giãn đẹp lắm nha con này nè. Con này thì còn hình như còn 2-3 size á. Chứ sĩ lấy hết rồi. Dạ thấy chị rồi. Chị kêu chữ đẹp chứ chị đâu nói đâu. Ủa Tuy đi đâu vậy? Tuy đi đâu vậy? Đó. Đi vậy á Tuy. Tôi thấy đi vậy á. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị hàng Việt Nam xuất khẩu. Dạ 220 ngàn. Con đầm này xinh không? Nó như công chúa. Mấy chị coi vải dập ly của nó nè. Mấy chị coi vải dập ly nè. Mà nó mềm, nó êm, nó đã lắm nè. Dễ thương không? Hơi bị cưng nha. Ở sau này nó giống như là một con áo khoác ngược á. Ở trước nè. Con này chị nào xấu xem đầm đỏ sau lưng. Xem đầm đỏ dây chéo nè. Rồi mấy cái mẻ đầm nhung này hổm này em bán tanh xác luôn chị. Em nhiều màu đen rồi đem đỡ từ từ lên em lên cho chị nè. Con đầm này tại em nói thiệt với chị là tại vì con mẫu em mới đi theo trai rồi á chứ cái mấy cái con đầm này mặc lên nó gọn mấy chị thấy tay không?
em nói mấy chị tay như công chúa, cái đầm đẹp hay không từ cái tay nữa đó, đẹp không? Nó có size từ 60 đến 100kg và em có cũng nhung đỏ và nhung đen. Đó chị Tuấn Tú chốt nhung đỏ hay nhung đen chốt giùm em nha. Nhung đỏ hoặc nhung đen. Đó, nhung đỏ hoặc nhung đen. Đầm này là size 60 đến, mấy chị ơi đầm này size 60 đến 73kg nè. Chị nào chốt thì 220.000 lên giúp em ha. 220.000 đầm này. Chị nào chốt đầm này thì 220.000 ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con hàng Tahari. Lên tiếp cho mấy chị con hàng Tahari nè. Con này size lớn nha. Thông báo mấy chị là con Tahari này size lớn. Size này là size 90 đến 100kg nè mấy chị. Ở trong là đầm la dông nha. Ở trong là đầm la dông và ở ngoài giống như có một con áo khoác nè. À, dạ đầm này là 250 nha. Đầm này size 85 đến 100kg đi mấy chị. 85 đến 100kg đầm Tahari. Chị nào chốt đầm Tahari 85 đến 100kg chốt lên giúp giùm cho em. Em lên cho mấy chị một con đầm hoa. Một con đầm hoa hàng có thương hiệu của tụi hàng Việt Nam xuất khẩu đẹp không mấy chị, size 12. Size này dưới 73, 74, 75kg. Con đầm này là 300 nha mấy chị nha. Chốt giùm em đầm hoa vải co giãn đẹp lắm. Em nói thiệt vải co giãn của cái hàng này nó y chang con sơ cây vậy đó. Bao đỉnh luôn. 300.000 đồng hoa xanh size 12 dưới 73, 74, 75kg ha. Nhung tím. Nhung đen XL của chị Tuấn Tú. Nhung đen XL tí. Nhung đen dây chéo mới về một bao trả ở đâu đó. Nó nhiều lắm nha chị Tuấn Tú ơi. Nó nhiều lắm chị Tuấn Tú. Tuấn Tú là đàn ông ở đồ bà. Còn đầm sọc sơ cây 350 không? Trời, còn đầm sọc sơ cây 350 không? Chị Trinh Đô muốn lấy đầm đó, mai em lên kho em lấy chị con. Đầm đó trên kho còn nghe chị. Đấy là chị thích lấy thì mai em lên đầm sọc sơ cây. Là cái đầm hồi nãy có cái tà xé qua đúng không chị? Nếu chị Trinh Đô thích lấy 80kg mai em lấy nha. Chị Mẹ Nho lấy cái đầm dập ly 220 phải không? Đầm này như công chúa nha Mẹ Nho. Đầm này mặc lên tao nói bao cưng mà về cầm cái vải vô á hả? Không có diễn tả được con này đâu ha. Không có diễn tả được cái con này đâu. Dạ chị có, dạ chị Trinh Đô có lấy thì báo em lấy con đầm đó. Con đầm nãy tây phòng mà cái tà xé mà có hai cách chốt, size 12 với size 14. Size 12 hai chị chốt đúng không? Size 12 với size 14 nè. Lấy con đầm này 220 cho chị Mẹ Nho nè. Mẹ Nho Mẹ Nho là khách cũ hả ta? Mẹ Nho là mọi gì? Mẹ Nho đây ơi, chụp Trinh Đô qua nó lấy cái con đầm sọc sơ cây. Mở ngọt kho chị Hạnh 350 để chị lấy cho 80kg. Dạ. Ok chị Trinh Đô, mai em đi lấy hàng em lấy cho chị. Hàng đó trên kho nhiều. Em nói thiệt cái mã này nè, khi lên live cái mấy chị không có thấy nó đẹp. Cái này là mặt sau nè. Nhưng mà thực sự đây là những con đầm em nói mấy chị mặc lên đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp tuyệt cú mèo luôn mấy chị. Đẹp giống như không có lối thoát ấy. Đây nè em nói thiệt lòng mà. Mấy chị thấy ở bên nó nhúng không? Chị nào chốt cái con đầm đen ren này chốt lên giúp giùm cho em 280.000. Size này là size từ 60 đến 73kg. Chị nào mà 60 đến 73kg làm ơn hút cái con đầm này đi. Không bao giờ hối hận. Nói thiệt luôn, không bao giờ hối hận. Chứ tiết tiền chút thôi. Chứ không bao giờ hối hận nha mấy chị nha. Không bao giờ. Không bao giờ quên được em. Dạ ok chị. À, hôm qua em về mã quần nhung. Nó có size 60 đến 100kg. 150.000 con. Đen ren của chị kia luôn. Đen ren 280 mẹ nha. Đây mấy chị ơi, lên cho mấy chị nè. Chốt đầm ren của chị Kim Phượng. Đợi em lên mã khác nha chị Kim Phượng. Chốt đầm ren cho chị Mẹ nha. Chị Kim Phượng đợi em một phút em. Tây nó qua nó lục cái này cho. Lên like chị liền. Nói chung là nhiều mẫu lắm. Ở nhà dưới phải chục bao tải nữa. Bao tải nha. Để em đổ hết đây em bán như hàng xô luôn cho mấy chị. Chứ hỏi giờ mấy chị nè, nó dít dày nè. Nó dít hết dày rồi, nó dít hết dày giờ. Em nói chị 6 cái kệ, 6 cái kệ mà kệ bự, 6 cái dàn bự luôn treo hết. Thì giờ sao gì vậy? Không biết nữa. Chị chưa có từ chị chuyển. Nào có tiền chuyển. Quần này còn ít là màu đây nè chị, mấy chị ơi đẹp không? Quần nhung 150 nè. Con ơi qua coi thử ba quần này còn XL. Còn XL đen hết hả?
Dạ hết rồi chị, còn màu bò XL. Còn đúng một con màu bò XL nha, cho nên chốt là chốt mau ha chị ha. À chiều chị Tuyết có hỏi hả? Nè mấy chị đẹp không? Quần nhung nè. Trời ơi, đợt này là em ra đầm với lại ra quần ra áo là toàn đính đá, đính nút, đã nói cái gì đính hụt ly, hụt ý, hụt mi gì em đính hết nha. Đó, ship trước thứ bảy được không? Bữa nay là thứ mấy? Mẹ nhờ ở đâu? Mai sẽ trong ngày 7 cho. Trời má ơi, trong ngày có rồi mai. Chút nữa làm bill mẹ nhờ, nói là giao cho mọi mẹ nhờ trong ngày cho em. Rồi ship thành phố là ship của nhà em, ship là hai vợ chồng nó chạy nhà em 5 năm rồi mấy chị. Cho nên mai thành phố mấy chị muốn giải quyết gì dễ lắm. Nó còn màu bò mà em nói chị cái màu này nè. Cái màu bò này nè mấy chị mặc dưới là áo thun đen đẹp lắm. Nghe là em đi, nó có size từ 60 đến 100 kg nha. Chị nào chốt quần nhung, chốt giùm em quần nhung trăm. Nó là 150 nhưng mà size của chị Tuấn Tú á, nó chỉ còn đúng cái size một con màu bò thôi. Còn đúng con màu bò chị Tuấn Tú ơi. Nó hết sạch, hôm qua em về em bán trong vòng một nốt nhạc. Dạ hôm qua em bán trong vòng một nốt nhạc. Hồi nãy kêu eo nhiêu, eo 94. Quần nhung của Trinh Võ còn đúng một cái XL. Để em coi thử eo 94 chị mặc size L được. Quần nhung nè. Quần nhung bò của Diễm Hương size L nè. Ủa size L cũng hết luôn hả? Ừ size L quần nhung của bé Diễm Hương nè. Diễm Hương 150 nè. Rồi Tuấn Tú còn một con XL. Tuấn Tú lấy màu bò giúp em nha Tuấn Tú ơi. Tuấn Tú eo 94 nè. Eo 94 mặc XL bằng em là được rồi. Tại em eo 98 hơn chỉ có 4cm à. Nhưng mà con này quần nhung bò của bé Đỗ Quỳnh Như nè. Quần nhung bò của bé Đỗ Quỳnh Như 150 nè. Mới in xong á. 150 của bé Đỗ Quỳnh Như nè. Chị Minh Tuyết là cao nhiêu nặng nhiêu? À chị Minh Tuyết lấy size L vừa rồi. Chị Minh Tuyết mạnh dạn lên lấy size L đi. Không vừa yên chịu ship chịu đổi cho chị nha. Nè chị Minh Tuyết nói nghe nè, chị size L vừa tin em đi. Đây nè, ở sau nó là lưng thun nè mấy chế. Ở sau nó là lưng thun mấy chị thấy không? Cái quần dài thật sự là yên mặc còn vừa nó. Yên 80kg mặc L cũng vừa nữa ha. Đó, cho nên chị gì quên này. Chị Minh Tuyết có lấy thì lấy con size L. Rồi quần bò eo chân của chị Bimbi Lai nè. Bimbi Lai 150 nè. Bimbi Lai 150 nè. Ha. Chị Tuyết cứ lấy đi, cứ nhận hàng đúng mẫu, nhận giùm em vô thử đi. Trả tiền ship xong vô thử chặt rộng cứ báo em. Ha. Minh Tuyết nè, 100.000 của Minh Tuyết. Giờ thiệt sự là bây giờ còn quần bò size lớn không? Thiệt sự luôn, bây giờ còn quần bò size lớn không? Chết mẹ. Minh Tuyết 150. Quần sọt nó vải nhung chị. À, nhung eo 80 của Trang Trần. Trang ơi, Trang ơi, Trang lấy màu bò được không Trang? Thiệt sự là bây giờ còn bò không nha. Thiệt sự là bây giờ còn bò không à. Dạ được không chị? Chị chịu bò không? À còn con màu đen nè. Ở quần bò còn 70kg của chị Nhung Lê, Phương Lê nè. Phương Lê 150 của Phương Lê. 150 của Phương Lê. À, quần sọt đó vải nhung chị Nguyên, trời ơi mặc đã lắm. Rồi quần này có màu đen của Trang Trần nè, eo 86 nè, eo 86 của Trang Trần nè, 150 đen của Trang Trần. Thông báo size L chỉ còn màu bò thôi nha. Thông báo size L còn màu bò thôi, hết sạch sạch sẽ. Dạ em có đầm nhung dài qua gối, chị đầm nhung dạ hội em có một con nhưng mà chị nhiêu ký rồi chị Quy Phạm Ngọc ơi. Một quần mong 120 chị lấy hai ít thôi. Chị lấy màu đen hay màu bò? Lấy một đen một bò đi chị Hà, con người mặc đẹp lắm. Chị Hà con giáo rồi, tổng đi chính được hàng. Con này đẹp lắm chị Hà ơi, này cho chị Hà 150 cộng 150 đây, chừng nào chị kêu lấy con nào ra là lấy. Quần nhiêu chị, quần sọt mẫu thôi mà. Quần này là 150 Mỹ Phương nha. 150. Dạ có chị Quy Phạm Ngọc nhưng mà chị phải lên cho em chiều cao con nặng em mới lấy hàng cho chị coi được nha. Một quần vậy chị lấy quần nào báo em chị Hà màu ơi. Hết rồi đó, hết sạch rồi. Đó để em kiếm giống như là màu đen, may lại màu đen nè. May lại màu rêu nè, lấy chị Hà màu bò. Đưa màu đen là chỗ. Rồi, đó đưa màu đen. À, chị mặc Việt Nam xuất khẩu size số 10 đây, em có con đầm nhung xích ly. Tí ơi đầm nhung xích ly size số 10 mà còn đúng một con hồi trưa nay. Tí lại đi kiếm đầm ren cho chị ơi. Đi ra sau đi kiếm đầm ren đây nè, sau đóng đây nè. Kiếm đầm ren lên đây. Có chân váy nhẹ nhẹ mang ở nhà không? Có Phương Lê. Có chân váy xếp ly màu bò được không? Chân váy quần chứ không có chân váy. Chân váy quần nha cục cưng. Rồi con chân váy mà riêng mà đưa cái con đầm ren với lại tí
đi kiếm cái con đàm dung dập ly mà hồi xưa từ trên đây rớt xuống về phía phải không? Treo lên lại phải không? Rồi cuối con đá xuống với chị. Dạ lên nha mấy chị, lên tiếp cho mấy chị ha. Lên tiếp cho mấy chị, con đàm này là đầm tầng. Chút nữa em đưa cái bao đầm tầng lên em xe cho mấy chị. Ủa chị nào mà không chốt đầm tầng chị đó hối hả? Tại vì mấy chị biết sao, khách của em á, cái khách của em á mấy chị, để em nói mấy chị nghe, khách của em mà một khi mà nói gì quên rồi, nói gì vậy bi? À khách của em mà chốt đầm tầng á là lúc nào cũng 3 cái 4 cái, tại có chị Hiền gì đó, chị Hiền gì bữa giờ không thấy nữa, ta hay lên Thảo á, chị Hiền gì mà hay lên Thảo đó là chị chốt một mình chị chắc phải 6 cái đầm tầng, đặc điểm của đầm tầng mà không thấy bụng. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm hoa 250 nè, đầm tầng hoa 250, đầm này không sale. Tí xíu em lên mã sale cho 150 nè, đầm này size 14 dưới 77 kg. Chị nào chốt đầm hoa chốt giùm em. Nè chị Bim Bi Lai, em nói thiệt với chị Bim Bi Lai là con này khách em lấy sạch sẽ không còn, 350 nè. Thôi rồi ra sau anh ơi đi kiếm bill cho nó, nhờ Ti nó lấy hàng em like cái hả? Lấy hàng, qua đây lấy cái đầm ren đó kìa, đầm ren mềm á. Đầm ren mềm mà đi trang tiệc á, ren kinh tiếng ống ánh á, lấy lên đây. Dạ đầm này nó để là size 12 mấy chị xinh không? Nè tay đẹp nè. Nhưng mà chị nào dưới 80kg đều mặc được, eo ra tới 100. Tại vì cái độ nhung nó co giãn rất là nhiều luôn. Chị nào chốt đầm nhung xanh này 350 chốt đi chứ không tiếc lắm. Không có Mỹ Phương ơi, không có. Hổng giờ dập toàn hàng mới, không đâu có hàng sale. Tí xíu nào sale cho mã đầm ngủ. Tí xíu ra sale cho mã đầm ngủ, mã đầm bi mặc ở nhà free size 60-100kg. Mẫu đầm cũng mới về luôn á. Nhưng mà tự nhiên nhiều lúc mấy chị mắc từ ghê. Hàng rẻ thì bây giờ bán giá rẻ thì giá rẻ vô. Cái vải không ưng bụng mấy chị giống như hàng cao cấp á, mấy chị cũng ý kiến em mệt quá trời luôn. Cái ren mà kim tiếng á Ti. Cái ren tay dài body mà kim tiếng á. Rồi em lên cho mấy chị mã đầm 280 nè. À, đầm nhung không có màu khác, con thử đầm nhung xếp ly còn màu khác không? Hình như còn 1 hay 2 con màu khác đợi em. Còn 1 hay 2 con màu khác á. Để đầm nhung nó con kiếm trong này. Không có. Nè chị nào mà 60 đến khoảng cỡ 69kg chốt đầm này nè. 60 đến 69kg chốt đầm Việt Nam xuất khẩu caro co giãn là đẹp không? Rồi em nói mấy chị là vừa đẹp vừa xinh nha. Vừa đẹp vừa xinh con đầm này 60-70kg nào chị cao cao nha. Chị nào mà lùng lùng nó ngón ngón á ha, đầm này 280 chốt giùm em mã caro. Em lên cho mấy chị một mã bi mà mỗi tội nó còn size số 10 thôi. Mà nó đẹp giả mang mấy chị, hôm qua mấy chị chốt, khách chốt size 12, size 14 mà có còn đâu mà chốt mấy chị. Không còn, đầm này đúng size số 10 thôi. Đầm này đúng size số 10 kim tím hồi nãy nè, mình nãy con bán một con cho chị gì đó. Cho chị mẹ Nho. Mẹ Nho ôm con này hốt nha mẹ Nho. Đẹp lắm luôn á mẹ Nho ơi. Đây nè. 280.000 đầm bi. Xin không? Trời ơi nó làm cái củ tầm rất là đẹp luôn á mấy chị. Xuất sắc chưa? Nhưng mà size 60-70kg. Đầm mà chốt giùm em đầm chấm bi size số 10 60-70kg. Chị nào 60-70kg chốt con đầm này. Đầm nhung em còn hai màu nè. Hồi nãy là màu xanh của ban. Bi số 10 của chị Song Anh nè. 280 bi số 10 của chị Song Anh. Con này đẹp lắm. Đó, nó thấy mấy cái mẫu giống vậy nè, lôi lên bán cho khách. Đầm bi của chị Kim Phượng cho Út con đầm bi nữa. Đầm bi 280 của chị Kim Phượng nè. 280 của chị Kim Phượng, đầm bi của chị Sang Nguyễn Kim còn không con? Sang Nguyễn Kim đầm bi. Sang Nguyễn Kim đầm bi. Sang Nguyễn Kim đầm bi 280, trời bán đắt luôn đi kịp con bi. Sang Nguyễn Kim mới in xong nó bán đắt quá. Bán đắt quá. Như vậy hôm qua lấy cái đầm nào mà chiều kêu ra móc lên cất cho chị xong anh đâu quên mất rồi mẹ trời đất ơi quên rồi. Rồi từ đây kiếm cho. À con đầm caro hồi nãy chị xong anh có mê không nè. Em lên tiếp con Nhung nè chị gì đó ơi. Con Nhung này cái ấy không con? Mất cọng dây nè bé. Nó có cọng dây. Rồi con Nhung nè chị ơi. Đẹp không? Nhung này mẫu khác hồi nãy nha. Con Nhung này đó chỉ có dập ly cái tay, nó không có dập ly phần dưới. Con này size số 10 nhưng mà con này khoảng cỡ. Con này size số 10, con này khoảng cỡ dưới 75kg được ha. Con này eo dưới 95 giùm em. Nhung reo xanh con này không có cọng dây. Không, không phải con cọng dây, con cọng dây là con xếp ly dưới. Đây là xếp ly tay nè. Chị nào mà 65-75 chốt con Nhung này. Nhung này màu ngọt ngào ha. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Thật là ngọt ngào đến mấy cũng ra chuồng heo. Mua đồ quan trọng nó quýnh ra chuồng heo cho ông gì hả?
nha. Rồi lên mấy chị ơi, nhung này cũng 350 nha mấy chị nha. Nhung này cũng 350. Em còn một con nhung giống vậy mà nhung đỏ. Rồi con này em nói mấy chị nghe, một mặt quýnh bài, tôi nói bà nấu cha nó. Em nói thiệt, bà nấu cha nó chỉ có chết nó bị thương thôi. Nó không có cái khúc khác đâu nha. Em nghe gì không hỏi em, con chim nó gian đâu nghe. Em nghe gì không hỏi em, con chim nó hót gian cành me. Hót đi chim, hót đi chim. Nhưng mà cái nhung, cái độ co giãn nó rất là cao nha. Cái độ co giãn nó cao và nó đỉnh lắm. Độ co giãn là hơi bị đỉnh luôn. Cho nên con nhung này á, hồi bữa em bán size 14 mà chị Vương Hằng là 85-87kg đã mặc vừa, là mấy chị biết cái độ nhung nó co giãn như thế nào nha. Nhung mềm, nhung này là nhung mềm rụi mấy chị, cho nên là con này mặc phơm lên dịu dàng lắm. Mặc cái phơm này lên dịu dàng cực kỳ luôn. Lên cho mấy chị nè, xuất sắc chưa, nhung đỏ nè. Cũng vậy, cũng size đó luôn. Hai con cùng một size nha. Nó là dập ly tây và tây phòng. Cho chủ nước đi. Dập ly tây và tây phòng. Nước, nước. Con này là màu đỏ, con hồi nãy là xanh gì ta? Xanh rêu. Cho bữa con kẹo gì. Con này ba chép 350 nha mấy chị. Tuy không? Tuy xuống tuy lấy cái bao đầm tầng lên, đầm tầng mà sale 150 á Tuy à. Lật giấc. Giấc bao đá đi. Con này đầm đi tiệc này chị Song Anh hốt không? 60-67kg là chị Song Anh. 250 nè. Chị Song Anh coi, ở trên nó may hai lớp nè nha chị. Ở trên nó may hai lớp, còn ở dưới chị coi, ở dưới phơm nó mới đẹp. Ở dưới là chị Song Anh. Còn một con nè. Trời ơi, nói nghe nè, con này mà chị nào 60-67kg đi ăn tiệc là em nói hết hồn luôn. Bất ngờ chưa bà già. Nhung đỏ eo 82 lấy. Nhung đỏ eo 82 lấy của chị Mai Vũ. Chị Mai Vũ nhung đỏ eo 82. Chị nhung vỏ còn cỡ chắc 60kg con chị. 60-60mấy kg. Hỏi lộn chị. Chị Mai Vũ. À, nhung đỏ không dúng ngọc trai nha. Nhung này là nhung mềm. Nhung này nó sẽ không có xè. Còn cái đầm của mình là nhung nó hơi cứng hơn một tí, nhưng mà nó vẫn mềm tay nha. Nó vẫn mềm tay chị ha. Vẫn mềm tay. Thì con đó là hai cái nhung này nó khác. Nếu mà nhung này nó sẽ rũ, mà nhung này á, nhung mềm này chỉ có may đầm dài nó rũ nó mới đẹp thôi. Còn cái nhung này thì may đầm mà qua đầu gối thì nó xè e nó mới đẹp. Mỗi mẫu nó sẽ khác nha. 350 con kè cái cục cưng. Đây là đầm yếm nè. Đầm này là size 60-70kg thôi nha mấy chị nha. Em lên cho mấy chị một con Mary chịch mệt 300. Mary chịch mệt 300 mấy chị. Chừng nào chịch mệt thì nói em hốt về đẹp không? Ôi xuất sắc. Nó là size 14 á, nhưng mà ta dưới 80kg mặc được. Eo này là từ 88 đến khoảng cỡ là 98, ok. Đầm nhung đỏ Mary chịch mệt 300.000 size 14 nha. Size 14. Chị Mai Vũ ơi, vào cho em xin về. Cái này là size 16 nè chị. Rồi em lên đầm tầng size, lên đầm tầng. Đầm tầng này hồi xưa giờ chưa bao giờ bán sale luôn á. Nhưng mà cái đợt này em lấy được giá rẻ, em bán mấy chị giá 150 nè. Nhưng mà nói nghe nè, cưng lắm. Cưng lắm, mấy chị không tin thì mấy chị hỏi. Mấy chị giả bộ hỏi ở đây mấy chị nào đã mua đầm tầng rồi, thì mấy chị nói lên cho những chị ở đây biết là khi mà mấy chị mặc đầm tầng lên nó sẽ như thế nào nha. Đó. Rồi em có size từ 60kg trở lên tới dưới 85kg đầm tầng nha mấy chị. Đầm tầng hàng Việt Nam xuất khẩu 150 nè. Chỉ có cái con xanh ngọc này nó mới có ngọc trai thôi nha. Đấy. Rồi lên cho mấy chị màu hồng da nè. Mỗi mẫu nó sẽ có cái khác chút nha. Khác cái tay thôi. Hồng da thì nó có đá ở trước. Và hồng da này size 14kg là tương đương 80kg nè. 70-80kg nè. Em nói mấy chị là mặc những cái con này lên bao xinh luôn. Xinh mà dễ thương lắm ha. Đây bà cha, bà chúa, bà cha. Đây nè. Nèo giáo đầm tao nè, thấy chưa nè. Đấy, đi kiếm con đầm này giao cho khách mà kiếm hoài không có nè. 250.000 nè, chết chưa. Chị nào 65kg đến 85kg hút con này chứ không có yên để dành mặt ráng chịu á, chết chưa. Đó là cái gì vậy?
Ờ, kêu mà để cho tao cái xong rồi nó giấu chẩm luôn nè. Đây là con đầm 200.000, con đầm này em có size từ 70kg, 68kg đến 100kg con đầm này. Rồi con đầm này mấy chị mặc lên nó dễ thương, mang cái đôi giày sandal em nói mấy chị nó dễ thương, mấy chị coi vải nè. Trời ơi, coi vải nè đã không? Đầm sọc 200. Em có chân với dài hàng Việt Nam xuất khẩu chị Vương Hà. Em đang lên tầm tầm nha mấy chị, sale 150 nè mấy chị ơi. Sale 150 nha, coi mua nha mấy chị, đẹp không? Rồi em nói mấy chị họ mặc đầm tầng lên phê lòi lắm. Con này 14kg là tương đương 16 nè. Dạ đầm sọc, lấy đầm sọc này size lớn với chị Vương Hằng này. Thấy đây là treo về tôi ạ. 200, vải đẹp lắm nha. Chị Thanh Lê nhiêu ký vậy? Chị Thanh Lê nhiêu ký? Dạ chị lấy đầm sọc nào, đầm sọc sát nách hay là đầm sọc Mickey? Đầm sọc 200XL của chị Vương Hằng nè. Còn đầm sọc Mickey là đầm sọc là đầm len dợp nha, len mông ca ghi nha. Dạ 65kg. Dạ 65kg đầm này của chị Thanh Lê là đầm này đúng không chị? Đầm sắc lát, đầm Việt Nam xuất khẩu không? Mấy chị ơi vải đẹp lắm. Con này chị Thanh Lê em sợ hơi rộng nè. Con này chị Thanh Lê em sợ hơi rộng. Thôi để lấy mẫu khác đi ha. À, đầm này chốt với chị Kim Phượng nè. Đầm này chị Thanh Lê mặc được hơi rộng không chị mặc? Rồi chị Kim Phượng nè. Kim Phượng thì đầm này cũng hơi rộng tí xíu. Chị Kim Phượng lấy không thì cứ báo em nha. Tại nếu mà đẹp thì còn cỡ 70kg trở lên nha anh chị. Đó, đầm sọc có 60kg không? Dạ không, gì Thái Thiếu Linh. Cho nên chị Thanh Lê với lại chị Kim Phượng cứ suy nghĩ đi rồi chốt ha. Nhưng mà vải cực đỉnh này, con đầm đã mặc lên kèm một đôi sandal là vô cùng dễ thương. À, đầm tầng xanh của Yếm Đá. Đầm tầng xanh của Yếm Đá là đầm đầu tiên á hả gái? Đầm đầu tiên em không vừa. Nhận đồ rồi đẹp nhé, phái nữa. Chị Mai Vũ rồi vô chị ok nha chị Phượng, ok là chốt phong rồi. Chị Bích Phượng nè, Kim Phượng à, chị Kim Phượng nè, chị Bích Nhi Trương chút nữa mua cái đầm này nè, chút nữa mua cái đầm tầng này nè chị. Em nói sale 250, sale có 150 mặt không bao giờ hối hận. Con này size 12 đủ hình như, để chị coi thử còn con nào size em không nha. Để chị còn con nào không, hình như chị nghĩ Yếm Ngọc Trai đó nó không có nhiều nó nè. Yếm Ngọc Trai 14B, con này nó không có ngọc trai nè. Con này size em nè, đủ hình như. Con này size em nha. Đó, con này size em. Ngọc ngào đến mấy con ra chung heo. Vậy hổm giờ biết lái xe được chưa bà nội? Rồi con này size 14 nè. Chốt giùm em xanh của anh size 14. Em khuyến cáo với mấy chị nha, con đầm này mặc lên rất đẹp. Nó nhỏ nhỏ thôi, nó nhiều bán đắt. Giàu tới bất ngờ chịu nấu nha. Giàu tới bất ngờ chịu nổ. Đây đầm đá này như Quỳnh Như. Đầm đá này size 14kg size em nè. Em lấy cái này được không? Đen đá nè đủ Quỳnh Như. Em lấy con đen đá này được không? Đủ Quỳnh Như ơi. Size 16 nè, dưới 80kg của em nè. Xanh size 14. Xanh size 14. Xanh 14 này em lấy xe đi phà phà luôn rồi chị. Trời anh Phước không giờ lái xe tao phải đẩy ra sau á mày. Thôi đi với bà tôi không đi đâu rồi. Thôi à, tôi đi với ông tôi cũng đi thôi. Thà tôi đi bộ mẹ cho rồi. Nó xe xong ra chở đi đủ má ngồi cho lưng ngồi nó lẩm bẩm đầu bầu. Đi với bà áp lực đi với bà. Ông chở tôi áp lực hơn á. Với vậy hai vợ chồng mình theo xe đi không có chị. Xanh 14, chị ơi xanh 14 này lưu ý nha. Xanh 14 này dưới 77kg thôi, ok không? Rồi 150 của chị à, của chị à, Bích Chi Trương. Em thích của Yếm, lấy em đầm xanh của Yếm không đá á chị. Nhưng mà con này size 12 thì dưới 73kg mà bữa nay đủ hình như 75. Để chị coi thử con nha. Để chị coi thử. Lấy đầm Yếm mà không đá hả? Đầm Yếm không đá lấy màu xanh đi nha. Lấy con này nha. Đây đầm Yếm, sao mà dúng tao quá à. Nè đổ mình Như nè, 150 nè. Từ lên cái ti. Ê Như ơi, có con màu da nè. Đổ mình Như có con màu hồng da đẹp con size 14 nè, Yếm nè. Lấy không? Lấy con này không? Yếm màu da nè. Trời ơi, cái mặt mình nó cũng đẹp luôn cái ti. Sao thiệt á. Sao tao có những đứa em bệnh hoạn nhỉ vậy ta? Không hiểu gì tao luôn á. Mẹ biết mẹ buồn đứng từ. Tiếng cười đó là gì em giấu hiệu tóm đi tôi cái ngựa rồi đó. Con này size lớn nhớ chưa từ mua con này size lớn. Mai Vũ ơi vô nha, bị nó gọi cho Mai Vũ ơi rồi Ti ơi. Thôi đi cắt hay Ti ơi, mày ngồi kiểu đó chắc không hiểu. Ai mua tiếp đi cắt đi để tao lên làm riêng cho chị Kim Phượng. Chứ tôi học biết mấy đường dòng cười này không cười như thế này.
đó, ta có những đứa bình tĩnh mà. Rồi lên tiếp hàng rồi Bi ơi. Ở lộn, mày tránh chỗ tao lên tiếp hàng rồi. Rồi lên tiếp hàng nha mấy chị. Nói thiệt cho nói mấy chị nghe nè. Em mặc cái con đầm, cái con đầm này nè mấy chị, cái con đầm này size lớn nè. Em nghĩ là khi mà em hốt con đầm này về là chắc là mấy chị sẽ mê để dành đi tìm. Ai ngờ không ai mê hết trơn, mới cuối cùng tôi ế. Em nói thiệt với mấy chị, đi kiếm cái con đầm mà size 90 đến 100kg đầm này nó khó lắm. 250 ngàn nha, 250 ngàn đầm ánh kim vàng. À, xanh eo 86 hở trang tròn. Xanh eo 86 xây xuống lấy cái bao lên lại. Quỳnh Quỳnh con đứng là con hút cái bao này ra đi. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm trắng kim tuyến nhưng mà ở trong có lót. Xanh size 16 là con eo không? À, con size 12 á, tuy là con xanh xanh ngọc mà có đá đúng không? Xanh nhạt có đá được không? Là con đá size em 150 đó Trang. Không biết em mà chị nữa xin lỗi. Em có một con đầm đá trắng dưới 75kg, dưới 75-77kg, mấy chị coi cái tay nè. Mấy chị coi cái tay nè. Tay rất là đẹp luôn. Tay đẹp cực kỳ mấy chị ơi. Tay đẹp cực kỳ, con này còn cỡ dưới 77kg, con này bán cho mấy chị 250. Con này nè, con này nè. Trang ơi, con này ha. Tuy lấy cái bao chân mấy dài nè. Con này nha Trang ơi. Con này ha. Con này size 12 nè. Dưới 73kg, con này xinh lắm nha. Em về em giặt, em vũ một cái đùng em treo lên. 150 ngàn của Trang. Rồi tắt này đi. Rồi lên bao chân váy. Dạ đừng dây dắt nha mấy chị. Rồi. Nước bây ơi nước. Đầm trắng của Ngọc Diễm cho 250. Ngọc Diễm 250. Dạ chân váy này là chân váy của hàng Việt Nam xuất khẩu ha. Chân váy hàng Việt Nam xuất khẩu. Con này thì giá là 150. Nó còn màu xanh ngọc với màu đen là nhiều mấy chị. Mà hàng Việt Nam xuất khẩu thì không có miếng hồng kiểu mi cho này hả. Rồi. Chị Mai thêm chị Mai Vũ nữa, không thấy đâu luôn. Mai Vũ ơi. Mù dài ở lột Mai Vũ ơi. Mai Vũ ơi, Mai Vũ à, chị còn đây cho em xin địa chỉ số điện thoại em bán ế lắm. Chị ơi, nãy giờ chưa bán được cái gì, bán một cái mừng muốn chết mẹ luôn, có xả thòi à. Cậu em bán em cũng cằn cội lắm, khổ mai em có tiền mua sữa cho 7 bú mấy chị ơi. Ý là nay mà ổng đi xe hơi là ổng có ổng thì không có tao á. Đúng rồi đó. Đó, có tao không có ổng á. Ừ. Mấy chị mua có tiền em mua cho đỡ em đi cho khỏi có ổng. Để em muốn tài xế đẹp trai xấu muối. Có biết không ông nội? Có biết mà kiểu đá tôi đéo có đi đâu. Ông đừng có nói cái giọng đó. Ông đừng có ngồi mà ông cạnh tranh với tôi. Lên đây nè mấy chị. Con này màu à, con này còn có đúng một con màu cam sữa nhưng mà con này size 60-70kg nha, có đúng một con cam sữa thôi đây. Còn đúng một con cam sữa size 60-70kg, còn lại là màu xanh ngọc và màu đen. Còn lại màu xanh ngọc với màu đen mấy chị. Ờ, trời ơi quốc lộ chạy không mà bó với chạy làm sao ta ngồi tao cặt giấy tao đánh lô tô được mấy mình luôn. Đó. Váy đen của chị Sinh Lê Trương nè. Váy đen của chị Sinh Lê Trương 150 ngàn nè mấy chị ơi. Sinh Lê Trương 150 ngàn váy đen nè. Con này đẹp lắm nha. Con này với mặc áo thun đẹp lắm. Màu xanh ngọc với màu đen của chế Vương Hà nè. Đưa coi size em đi. Chưa coi size. Đọc size em đi. Trong váy đen có dài dài nha. Dài tới mắt cá đó. Mà dễ thương lắm. Đưa đưa trẻ lại. Ngọt ngào đến mấy con tan thành mây. Nè, của chị Vương gì qua lại xin đi chưa. Rồi cái này của chị Vương Hằng nè. Vương Hằng một con này với một con xanh. Rồi hai con của chị Vương Hằng 300 nè. Mà ha em hoa đèn hoa. Con này coi như bán gần hết luôn rồi. Bán từ từ chân váy đen size 12. Này nó không có size 12 cho chị lựa chọn rồi. Để em lựa eo cho chị nha, em lựa eo chị. Rồi cái này là của chị Ngọc Dũm nè. Ngọc Dũm 150 nè. Trời ơi cái con này lấy về bán mòn bán mỏi mà cũng hết đó mấy chị. Tại vì cái chân váy này lâu lâu nó mới có luôn chứ nó không có nhiều nha. Cái con chân váy này lâu lâu nó mới có chứ không có nhiều. Mà mấy chị mặc lên với lại biết mặc lên với đẹp không, mặc lên với áo phun ôm hoặc áo ba lỗ cưng lắm, mang thêm đôi sân đan nữa. Em nói mấy chị xinh lắm, xinh lắm luôn. Thầy dạy lái xe em nói ra đường quốc lộ chạy 80-90 giờ là được. Mày chạy đi.
Tao đi cũng cỡ 30 thôi. Ai chở tao cũng cỡ 30 là được hình như. Rồi lên tiếp đầm đi tiền cho mấy chị nha. Ủa nãy kêu mấy con đầm kim tiến tay, đầm kim tiến hồi nãy chị Kim Phượng rồi nè. Rồi con này là xoáy thanh L. Hồi nãy nó có một con chị gì đó chốt, chị Mẹ Nho không? Thì đây con ít thanh L. Ê mấy chị, Tây ơi, Tây, mày bước ra đây. Mày bước ra ngồi với ạ. Chị Mai Vũ này lấy con đầm gì 350 vậy, lấy ra con thử có hàng bán cho khách không vậy? Mai Vũ có địa chỉ số điện thoại chưa? Đầm Nhung hả? Rồi, để ra đây. Con này là hồi nãy em lên một con size nhỏ thì con này size lớn hơn, con này dưới 78kg nha. Con đầm này mấy chị nhớ để, con này là size khoảng cỡ 70-80kg. Mấy chị ơi, con đầm này nhớ để dành đi tiệc nha mấy chị. Dạ con kiểu trời ơi, em kêu đó là may lại cái bộ cái chân váy mà hồi bữa nó có ren á, mà nó đâu có còn đâu nó may. Nè mấy chị ra 70-80kg hốt cái con đầm này để dành đi ăn tiệc nha. Đó, con đầm này để dành đi ăn tiệc giúp em. Con này 280.000, 70-80kg. Chân váy đen của chị Thảo Hồ. Chân váy đen của chị Thảo Hồ. XL hoặc là 1X gì đó. Chân váy đen của chị Thảo Hồ. Rồi em lên nha mấy chị, một con kim tuyến xanh. Con này size 16 mấy chị. Con này size 16, chân váy đen em dạ. Rồi đây của chị Thảo Hồ rồi, ít lấy ít của lời đủ thì thu thủy được 150 của chị Thảo Hồ. Nè em có một cái con này nè mấy chị, con này size nhiêu? Con này size 14 mấy chị ơi. Đẹp không? Trời ơi, chị nào mà dưới 75-77kg hút con này nha. Có một con à. Chị nào dưới 75-77kg hút con này ha. Chị đủ thì thu thủy nè. Bill của mấy chị mà thường mua đồ mà ít quá thì để lại nha. Xin lâu mấy chị. Có một con thôi 280 hút liền cho em. Chốt giùm em xanh sọc. Chốt giúp giùm em xanh sọc nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm kim tím đi tiệc 350.000 nè. 350.000 mấy chị ơi. 350.000. Phần không? Trời ơi con này mà đi tiệc một phát là chích ngắt chích ngư liền. Đẹp chưa? Đẹp phá cháy bùi chiếc chó luôn nha. Em nói thiệt con này là đẹp phá cháy bùi chiếc chó luôn. Rồi lon bùa thái 350 nè. Ừ đi. Tiếp chi buồn thở than mà chi, lúc lấy chồng tuổi tan còn sân. Em lên cho mấy chị một mã đầm mà hồi bữa em khuyên mấy chị mà hơi đứng đứng tuổi, có nghĩa là đứng tuổi cỡ như em vậy đó. Đó bắt đầu từ là 40 là bắt đầu lấy được con đầm này rồi. Nè mấy chị coi nó làm cái cổ nè. Đẹp không mấy chị? Hơi bị xinh nha. Hoặc là mấy chị mua cho mẹ mấy chị mặc thay áo dài vẫn được ha. Là con này mặc thay áo dài vẫn được, con này size 14. Con này dưới 75kg sẽ đẹp, đẹp không? Con này ba xị nè mấy chị, tay von đẹp không? Mua cho mẹ nha. Đó. Chị nào đứng tuổi già già giống như em vậy là bắt đầu đã dện con này được rồi, size 14. Con này size 14 nha, con này 300.000. Size 14 đầm đỏ ngọc trai. Con này chị nào mà 60 á, đến khoảng cỡ 60kg luôn, đến khoảng cỡ 75kg quất con này về mặt không đẹp không lấy tiền. Em lên cho mấy chị một con đầm đi tiệc 350.000 nè mấy chị. Đầm này đầm lệch vai, đầm này là gu của em. Gu này là gu của em nha mấy chị. Gu của em, xin không? Ôi chị nào mà 77kg hút con này, em nói mấy chị. Chị nào mà 75kg đến 80kg hút con này, hoặc là 82kg hút con này là giống như là may để cho mấy chị á. May cái gu này cho mấy chị á, con này nè. Chị nào chốt con kim tuyến bạc, chốt giùm em con kim tuyến bạc nha. Con này thì size nhỏ thôi. Quần rin chín tấc theo 33 bị chặt cho đổi 34. Đổi 34 lấy quần rin theo chín tấc đổi 34 với chị đổi thì thu thủy. Đưa cái bao đó ra luôn. À, quần rin lo theo chín tấc là 220 xeo cho mấy chị 140 hả? 140. 220 xeo 140 quần rin hoa. Chị nào chốt quần xeo chốt giùm em có size từ 32 đến 36 tương đương 60 đến 85kg. Cái con đầm này đổ Quỳnh Như à, con đầm ren này nè, hồi bữa lấy á. Trời ơi, ước gì mà về nhà nó vừa mà nó không có vừa. Nó không vừa. Con này eo khoảng cỡ 86 à. Eo khoảng cỡ 86 con này nè. Trời nội cha nè. Rồi em lâm quần theo rồi lấy một con size 34 á. Dạ quần rin theo con này mấy chị không biết size thì cứ đưa lên chiều cao cân nặng nha. Quần rin theo hoa. Quần này là 9 tấc nha. Quần này là 220 xeo 140. Nhá hàng sale là miễn đổi trả giúp em 220 sale 140 quần này.
Bây giờ nói cái đổ thị thu thủy size 34 vô để làm sao biết để đó chốt hàng. Rồi chị nào chốt quần theo hoa, chốt lên giúp giùm em quần theo hoa kèm số ký nha mấy chị nha. Quần theo hoa kèm số ký giùm em. Mấy chị còn coi livestream không mấy chị? 34 đi đổ thị thu thủy lấy hàng về. Các ai cũng đang cùng 9 tắc 7 tắc thì báo em nha. Như ơi, Như có lấy, đâu có lộn, Đỗ Quỳnh Như có lấy, có lộn. Ừ đúng rồi, Đỗ Quỳnh Như có lấy con đầm nè. Trời ơi, con bé Phi nó mặc cái con đầm này đi chơi dễ thương lắm luôn á. Cho em xem hai dây hồng Hoàng Hiền. Con đó còn cỡ 60kg rồi nha chị, eo còn con con. Đây là chị Hoàng Hiền ơi. Trời ơi, em nói thiệt với chị Hoàng Hiền, em mê cái gu này lắm luôn. Em mê lắm luôn, nó may cái hàng Việt Nam xuất khẩu, nó may nhìn cái con phơm đầm chị mê lắm. Nhìn cái con phơm đầm mê mẩn lắm, mấy chị về cắt lên tới này nè. Cắt lên khoảng cỡ tới này nè. Ở trong nó có lớp lót tới này, mình cắt khoảng cỡ tới này là mình đi tìm đã đẹp rồi. Nhưng mà em nói mấy chị nó may từ đường vải tới cái nẹp, tới cái ranh, tới cái bẩm đẹp lắm. Quần tây đi làm eo 100 có, đưa xuống đưa cái bao quần tây lên tới 180. Nó có mấy kiểu đồng chị. Cho em xem đầm đỏ nhung kim tiến vừa like qua. Dạ ok chị Hiếu Dung. Chị Hiếu Dung nhiêu ký vậy? Giờ em mới vô like. À, đầm này là chị nào mà 60 đến khoảng cỡ 90kg hốt nha. Con này là len dệt. Thực sự là con này chị Winnie Trần chốt rồi đó. Nhưng mà em sợ chị không vừa, cho nên là em mới hỏi mấy chị ha. Dạ đầm kim tiến đỏ này nè chị Hiếu Dung ơi. Dạ đầm này là 300 nha. Eo khoảng cỡ dưới 86 nha cưng. Dạ con này size 14 là size này. Đáng lẽ size 14 dưới 77kg nha, ý yên 80kg mặc vẫn vừa. Nhưng mà em bán cho mấy chị á, em bán cho mấy chị là size này là từ 70 đến 77kg ha. Đầm này là đầm mặc Mary chịch mệt, là em nói mấy chị bao đẹp luôn. Đẹp lắm chị ơi, con này bao đẹp luôn ha. Con này không có đầm Mickey, form rộng, form rộng gái. Form rộng mà cái len dệt mông cơ ghi nó đỉnh lắm. Chốt, Đỗ Quỳnh Như 250, hỏi cái tự chốt và bán ế đó. Hỏi cái tự chốt và bán ế đó nha. Bao quần tay mà hôm qua 180 đó đây ạ. Rồi đây là chị Bimbilai ơi. À, cái kia em ơi, cái kia là cái nào chị Hiếu Dung ơi. À, cho em xem đầm đỏ nhung kim tiến vừa like qua đó. À, đầm đỏ không, đầm đỏ ngọc trai kim tiến. Đó, đó, là bên đó, cái đó, trong ra bên đó tao không biết nữa. Đó, đúng rồi đó. Đây nè chị Hiếu Dung, đầm này chị Hiếu Dung mặc được nha. Đây nè chị. Ôi xinh không chị. Em nói thiệt con này chị mặc thay áo dài luôn. Bây giờ em nói rồi, đầm này 60kg mặc được là tại vì nó là phơm suông. Nó là tay vôn nè. Nó làm đẹp lắm chị, 300. Nhưng mà con này có một con duy nhất trong cuộc đời thôi. 320 chị Phan Thanh Giang ơi. Đầm đỏ Mary chịch mệt hả? Bây giờ nó còn size 14, con coi thử Mary chịch mệt còn hai con đó size nhiêu à? 14, 14 có 2 con. Rồi đưa lên quần tay cho chị ấy coi nè. Em có quần tay hàng Quảng Châu cũng đẹp nha. Đi xuống thì dớt hai con Quảng Châu hai bao lên cho chị. Mở con này xuống dớt hai con Quảng Châu lên. Chị nào mà 90 đến 100kg chốt. Đây nè chị ơi. Trời ơi em nói chị Hiếu Dung là xuất sắc lắm nha. Có một con duy nhất trong cuộc đời rồi, không có nhiều quá chứ. Không có nhiều luôn á mấy chị ơi. Ví dụ như mình gặp được một cái like này mà có con đầm này mà cũng gọi là hữu duyên mấy chị ha. Mà hữu duyên là không mua thì em thành vô duyên. Mà vô duyên thì nhìn đối diện và không thấy thương liền nha. Đó cho nên chốt giùm em đi 300. Em nói con mẹ vậy em nói cũng được hết trơn. Mày mua đi chị Hiếu Dung. Ai cũng thương em, chỉ mỗi chồng em không thương em thôi. Con chó nó cũng thương em mà mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị. Cái gì mới nói cho cái gì? Mới nói cho cái gì? Ừ, cho cái búa. Hèm mùi nách muốn chết, cho cái búa. Cho ly nước uống miếng bi. Cho cái búa được. Bây giờ có cái gì cho tao ăn cho tao đáng miệng quá. Dạ 320 chị Lan Anh. Trời ơi nó in vải đẹp lắm chị ơi. Quần tay anh ta kia mà lấy lên cái mà lấy một nồi. Dạ để em lên con này nữa rồi em lên đầm kia. Chế nào mà 95 đến 100kg hút đi. Cổ đổ nè. Con đẹp không? Mấy chị coi vải nè. Trời ơi xuất sắc lắm. Con này 250 size 90 đến 100kg. Đầm đỏ 300 của chị Hiếu Dung. Rồi quần tay chị Bim Bilai đúng rồi. Có ngọc trai. Dạ quần tay cho chị Bim Bilai nha. Chị Bim ơi chế gì? 200 hay 220? 200 vùng à. Chị ơi đầm đỏ kim tuyến không có 63kg Hồng Hiền ơi. Đây này chị Bimbilai eo 100 nè. Nói chung là eo này á là size từ
65kg đến 80kg là ok nha. Eo 100, nói chung là eo từ 90 đến 102. Nè chị coi đã không? Nè chị Bim Bi Lai coi đã không? Quần này là hàng Quảng Châu nha. Quần này là hàng Quảng Châu, chốt giùm em Quảng Châu hai nơ. Quảng Châu hai nơ con này 68kg đến 82kg vừa. 68kg đến 82kg vừa quần này. Vải bao, đỉnh bao, mịn bao, mượt luôn mấy chị nha. 200.000 con. 68kg đến 82kg vừa quần này. Bao đẹp, bao đỉnh. Bữa quần này về hai mã rồi hết tên. Còn bao Quảng Châu này nữa hết tên. Bữa thằng quần này về hai mã. Trời ơi, chị Bim Bi Lai mà chốt mã này về chỉ có mê thôi. Từ mê tới chết luôn á. Nè mấy chị nó coi nó làm cái dây nịt ở trên đây nó cũng dễ thương nè. Đó, xuất sắc không mấy chị? Bao đẹp cho mấy chị luôn ha. Đấy, dễ thương lắm mấy chị ơi. 68kg đến 82kg quần này nha. Chị nào chốt quần tay này chốt giùm em. Đấy, đây là mã thứ nhất. Để em coi được còn một mã nữa. Còn mã nữa, năm mã nào nha mấy chị. Hình như nó nằm chung là tay có không dữ không vậy? Đây, còn một mã nữa là mã caro, mã caro lưng. Mã caro áo dài đó là quần dài màu đen y chang hình đó chị, không khác hình gì luôn, trúng 100%. Nó nằm trên này luôn, đây là quần dài đá nè mấy chị. Quần dài đá lưng caro cũng là 200 nha mấy chị nha. Quần dài đá lưng caro cũng 200, nhưng mà những con này nó đều vậy hết á. Nó đều từ 65kg mấy chị, 65kg đến 82, 83, 84, 85kg nha. Thực sự 85kg mấy chị mặc cũng sướng nha. Nhưng mà hàng này là hàng Quảng Châu. Chốt giùm em là hai hoa hoặc là chốt giùm em lưng caro. Cái mã sau là lưng caro nha. Mã sau là lưng caro đá. Đây là đường miếng xay vậy chị. Mình thật tèo chị đang mệt. Ta uống nước ngọt. Nó là vải co giãn á chị. Nó không phải là thun. Đó. Để mà em nhận biết chắc phải là em chỉ nói theo cảm nghĩ của em thôi nha mấy chị. Thiệt. Mấy cục kiểu me quá đi để. Ăn xay mà nó chua. Không biết nước ạ. Rồi em lên nguồn Việt Nam xuất khẩu cho chị nha, Bim Bi Lai nha. Em lên nguồn Việt Nam xuất khẩu cho chị Bim Bi Lai. Này, quần này là chị còn mê hơn nữa nha. Quần này thì em có size 60 đến 100kg. Dạ, thông báo quần này 108, hàng Việt Nam xuất khẩu. Cho em xem cái áo đỏ máng sau lưng, cái đầm bà nội. Cái đầm bà nội. Nếu có quần phơm tay ống suông. Nè em đưa lên cho chị Bim Bi Lai coi nè. Dạ quần này nha chị. Quần này là quần hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Quần này thì những chị mà thích mặc đứng lên ngồi xuống mà nó sướng là nên chốt những con quần này. Dạ nên chốt là sự thật nha. Thì lấy anh đưa kim xuống đưa tiền á. Thì ra kia thì mua ấy á chị. Ủa sao không? Bao quần đây bỏ chung với cái này là bếp gì ta? Vậy là cái bao quần này đâu rồi? Con lộn á. Con lộn nè. Đó, thấy chưa? Thấy con lộn quần chưa? Quần Việt Nam xuất khẩu ra sao vết nó nằm dưới đây một đống nè. À, lấy áo dài ngực 104 lấy đi L. Đợi chút xíu. Này là áo vết thôi, áo vết mà có màu xanh nè. Áo vest này mà chị nào 70 đến 85kg thực sự nó còn màu xanh lá nữa mấy em hết rồi. Lấy áo dài XL cho chị Lan Anh nè. Có quần tay, trời quần tay em một nùi á chị Bích. Quần tay hồi nãy em đưa lên Quảng Châu 200 cũng là quần tay công sở chị. Mà quần tay này cũng là quần tay công sở nè chị. Nói chung quần này có 108 này nè chị, mà vải đẹp lắm chị ơi. Chị mà mặc những con quần tay của hàng Việt Nam xuất khẩu là chị không có mặc quần tay ở đâu được đâu. Tại vì cái vải với cái phơm nó rất là đẹp. Chị con này 108 mà con Quảng Châu thì 200 nha. Đó. Vết lộn mấy cái thôi. Rồi cái bao vết nó nằm ở đâu? Đây nè, cho mấy chị coi cái vết nè. Em cho mấy chị coi cái vết 70 đến 85kg mà em bán. Náo loạn thị trường này nó một size à. 70 đến 85kg. Và nó có cái dây nha mấy chị nha.
Tại vì con này đẹp hay không là nó nhờ cái cọng dây. Nó nhờ cọng dây nẹp bụng á mấy chị ạ. À. Nó nhờ cọng dây nẹp bụng để em mặc thử cho mấy chị coi nè. Con này 250. Con này 250. Cứ giờ miền Tây đi em. Cứ giờ miền Tây đi em. Dạ con này là coi như em hết sạch sẽ còn xanh lá cây rồi. Bình thường là mấy chị sẽ thắc mắc không? Bình thường là mấy mẫu này là mấy chị hay mặc màu đen đúng không? Còn bây giờ thì mẫu này là mặc màu. À, bình thường mấy chị sẽ mê là màu đen. Thì cái mẫu này thì về bao nhiêu con xanh lá cây đều hết hết. Bây giờ không còn nữa nha. Cắt quần tay đi ha. Quần tay. Mấy chị coi form áo nè. Đẹp chưa? Form áo gì nè. Nó chưa xì nhê đâu. Con này em thấy chị uống tóc Hoàng Anh chị mặc lên cưng lắm. Ha. Rồi coi cái form nè mấy chị. Mấy chị coi cái form kìa mấy dây nịt nè. Em nói với mấy chị là xuất sắc lắm. Xuất sắc là không có lối thoát luôn nha mấy chị. Xuất sắc không có lối thoát luôn nha. Đó. Đây nè, gài vô. Xinh chưa? Và mai mốt em may thêm qua tuần em may thêm một con áo ren nữa. Mấy chị mặc cái này với áo ren kèm với lại một con chân váy jean. Xuất sắc chưa mấy chị? Nhưng mà size này là size 6 cho size 70-85kg nha. Size áo vest này là 70-85kg, 250 nha một con. Một áo vest của chị Bích Di Chương. Rồi đợi tiếng cá đợi tí xíu nha. Cái con này mà chị Bích Như Trương mua về không có phi một nét luôn á. Thiệt luôn, có một size chị 250 của Bích Như Trương lấy quần tây 180. Quần mà chị quăng sau cùng á. Để size bé hơn. Nhiêu ký à? Áo một con áo vest của Pimbilai nè. Ủa chị Bích Như Chưa 75kg rồi bữa sau chị báo em 80kg, 74kg ngực trong món tại vì ngực chị bự chút thôi. Ngực chị là ngực bằng ngực em. Baby Lai. Có vé 250 rồi, XL nè. XL của Baby Lai nè. Rồi quần 75kg size L nè. Rồi quần này của chị Bích Như Chưa nè. Chị mà về mặc con quần này vô form bao lòi xỉ luôn. Form đã lắm chị. Rồi này của chị Bích Chi Chương nè, 108 con. Chi Chương 108. Đến Tiên Giang đến Pa Mi. Áo vest là 250 nha. Đến Pa Mi cùng. Ai đeo Giang đến Bắc cùng thôi. Đây nè. Cái ba bà quần này là hồi trưa. Là hồi hôm qua bị lạc đạn nè. Eo 92, 88 đến 92, 120 nè. Đấy, có phải bị lạc đạn không? Hôm qua dành lộn quần này rầm rầm, chiều nay chưa đi lấy hàng được mấy chị. Ngày mai sẽ có hàng quần này màu trắng cho mấy chị. Hứa luôn. Eo 92 nè, mấy chị thấy quần đẹp không? Kaki nè, có 120 à. Con này màu rêu. Con này màu xanh đen. À, dạ con này là màu... Dạ lấy size bằng em hả chị Quyên? Chị Quyên lấy size bằng em hả? Rồi đây size bằng em, đây 180 của chị Quyên nè. 180 của chị Quyên nè. Dạ em có hai con xanh đen và một con xanh rêu. Eo này 88-92T cho mượn cái đồng đỏ sau lưng cho chị gì đó coi. Chừng nào chặn tủ chế hết chỗ treo rồi top. Top là cô Dư khách em là em tặng người cái tủ 10 triệu hết nha. Chị nào mà... Tiên Cá ơi. Hốt cái con đầm này để dành đi ăn tiệc nha Tiên Cá. Một là con đầm này, hai là con đầm cổ ngọc trai. Nhung. Nếu mà ôm thì báo nha. Dạ top tặng mấy chị người cái tủ 10 triệu hết nha. Tặng hết. Mấy ngày lòng xin ngày cầu luôn cũng được. Vừa lòng mấy chị. Dạ đầm đỏ nè mấy chị ơi. Chị nào chốt đầm đỏ chú lên giúp em. Đầm này nó có nhung đỏ và nhung đen. Và nó có size 60-100kg. Ok cho mấy chị. Rồi đưa quần này xuống này giữ. Rồi lên tiếp hàng nha. Lên tiếp hàng. Mình hàng mình không coi nha chị Tâm Anh. Em coi em cũng bị mê. Em coi like em cũng bị mê. Không mà không mê con chủ shop thì mê đồ. Đó. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm xanh CK. Con này size 16 mấy chị. Con này là chị nào nè mấy chị nhìn cái form gọn. Nhìn cái form nó đơn giản đúng không? Nhưng mà của tim form A tay. Tay dài có bo. Tết chế đi tết cho em. Tết nay chế đi đi tét cho em. Tết nay chế đi tẹt cho em. Tết nay chế đi đi tết cho em. Nói rồi tết
cái tủ 10 triệu hết nha. Yên tâm. Mua giùm em người 100 triệu tiền hàng này. Ngờ cái tủ 10 triệu hết. À, con này size 16, con này size 76kg đến 85kg này. Nhưng mà con này form lên đẹp lắm nha. Con này yên mặt đẹp cực kỳ luôn. 350 của Bimby Line, hàng xe cây nha. Con này nó có màu hồng cánh sen đẹp lắm Bimby Line. Bimby Line đợi chút nha. Bây ơi, nè em bán cho anh con đầm nè. Ê, nói nhỏ nè. Bán cho con đầm này xả giá 140 thôi nha. Size 14, dưới 77kg. Cái đầm xe cây Tây ơi, nó còn màu vàng với màu hồng cánh sen. Với con đầm xe cây dập ly đưa lên. Nè, có con size 14 dưới 77kg nè. Bé sale còn con, bé sale 140, ok không? Chết không? Hàng này đừng kêu đổi trẻ nha. Cái đầm giống như con mấy con xe cây này có tay này, có hồng cánh sen, nó có vàng. Cái gì lại lấy con xe cây dập ly hai màu lên đây. Rồi lên cho mấy chị mã này nè. Em có xe cây xét mắt. Mã này size 14 dưới 77kg bán nha mấy chị 140. Phải co giãn nha. Phải co giãn mấy chị ạ. Co giãn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm vàng. Một con hai đầm vàng size 14 mấy chị. Size này dưới 77kg đẹp không? Rồi mấy con này mà mặc tết là em nói mấy chị sung sướng lắm. Đầm vàng size 14 dưới 77kg nha. Con đầm này Bimby Line ưng là phải lấy nè. Vải đẹp kinh điển luôn. Con này vải đẹp kinh điển size 16 với size 14. Con này vải đẹp lắm. Con này coi thử con size 14 với con sọc này nè. Con sọc này coi thử con size 14 không? Nè size 14 của chị gì? Thùy Dung gì bữa giờ hồng bữa giờ đổi đồ. Đầm mới đưa em vừa không? Đầm mới đưa là đầm nào chị? Nó báo mẫu đầm. Em nói thiệt với mấy chị con đầm sọc này nè. Em là cái người cầm vải đầm và cái form đầm lên là em mê từ đầu tiên từ trên kho là con mẫu đầm này nè. Nha mấy chị nha, đầm kim tuyến nó có tới size 18. Bây kiếm cái con đầm kim tuyến nó size 18 với chị Lâm ha. Kim tuyến chị mất cái gì là đúng rồi. Đó size 18. Đây nè mấy chị. Trời ơi em nói mấy chị vải bao đỉnh luôn. Vải đỉnh lắm, đầm này 300 nha. Đầm này đầm sư tử. Vải đỉnh lắm nhưng mà size 16 thôi. Size 16. Tụi bài này tụi lấy hàng về đúng không? Để coi thử trong đó từ từ gửi hàng nha. Sao bị mệt dữ ta. Tự nhiên bị mệt. Hồi nãy em có một con con này nãy chốt cái này. Nè em lo cho mấy chị một con đầm size 14 nè mấy chị. Một con đầm size 14. Nè con mấy chị size này size 14 nha. Size này còn cỡ dưới 75kg thôi. Em phải nói chữ dưới ha. Đầm tim trắng chị vừa cầm. Đầm tim trắng chị vừa cầm là đầm sọc quá hả chị? Là đầm sọc hả chị? Đầm sọc này không chị? Bimby Line 300 không? Đúng thì ok nhưng mà con này vải đỉnh lắm nha chị Bimby Line. Con này vải một về một phát là chị mê. Coi thử con nó có cọng dây chưa Bi? Con này hai rồi. Coi thử hai con của chị Bimby Line có cọng dây chưa? Con nào rớt cọng dây nè, mấy cọng dây giữ lại nha, để lên chỗ một cái kia. Con này chưa có. Rồi vậy lên lấy đi Bi. 300 ngàn của Bimby Line. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Đây nè, bánh phiên, đây nè, cây mã, đây nè, mã xe cây này nè. Có màu vàng nữa đây. Hồi nãy chị Bimby Line, cái con này hồi bữa khách đặt nè, mà lúc đó em chụp hình bên kia xong mà em đem qua đây em quên. Chứ con này là 350 khách cũng đặt rồi nè mấy chị. Con đầm cánh sen nè. Trời ơi má ơi, khách cũng đặt rồi mà quên luôn mấy chị nè, tay đẹp không? Rồi mấy chị coi tay của con đầm sư tử nè. Trời ơi nó đẹp tàn canh giá lạnh luôn, cánh sen size 16 nè. Cánh sen size 16. Cái đầm kim tuyến nó để có một chị trả về size 18, em để cho chị Hằng. Chị Hằng cứ từ từ đi. Chị Hằng cứ từ từ mà rung đi. Hôm qua em nói mấy chị ơi, em năn nỉ mấy chị lấy con này nè. Con này size 12 nhưng mà dưới 77kg vừa ha. Con này size 12 dưới 77kg vừa. Cho nên chị nào dưới 77kg thì chốt con này giùm em nha. Chị nào dưới 77kg, dưới 77, 78 hoặc là dưới 80kg chốt con này. Con này là ở trên ren nè, cho nên khi mấy chị mặc lên cái form này nó gợi cảm lắm. Nó rất là gợi cảm luôn mấy chị, xin không? Ôi chị nào dưới 80kg chốt cái con đầm size 12 này cho em. Size 12 nhưng mà dưới 80kg là vừa nha. 68 đến 80kg chốt giùm em là đầm xanh ren. Đầm xanh ren nha mấy chị nha. Chị nào chốt xanh ren, chốt nhìn giùm em là xanh ren nha mấy chị. Hàng này là đều là hàng có thương hiệu đó. 300 nha mấy chị, xanh ren 300. À chốt xanh ren 300, chốt lên giúp giùm em xanh ren 300. Bao nhiêu rồi chị?
nè, đầm này size 14 con nè, đầm 140 size 14 con nè. Đó. Nè 18 của chị Lâm Hằng Homestay nè. 18 của chị Lâm Hằng Homestay nè. Rồi em lên cho mấy chị một cái mã đầm trắng size 14. Nếu mà con này size 14 thì bình thường bằng size 12 thôi, con này bị nhỏ size nha. Em có dặn mấy chị rất kỹ, 140 mà nó hẻ cái chị Lâm Hằng. Ông mày không ấy, mày thấy chị Lâm Hằng giàu mày tính 240 đi. Em tính 440 cũng vậy. Coi cái đầm đen mới cầm đầm 140 size 14 của chị này, đầm trắng nè chị. Rồi mấy chị coi cái form nó xinh không? Nhưng mà size 14 này thì bằng size 12 bình thường thôi nha. Xinh đồng như công chúa luôn á. Đầm trắng này size 14 thì bằng size 12 bình thường thôi. Đầm này 300 đầm trắng. À, đầm trắng nó có size 14. Size 14 là tương đương là 12, size 16 là tương đương là 14 nha mấy chị nha. Hai đứa hỏi. Nha, gọi điện thử anh bữa nay đi chơi. Tây ơi, kiếm mấy cái trắng size nhỏ cho chị cho mẹ. Đưa con đó đi. Có hai gái em lấy con size nhỏ gì không anh? Hôm qua nó có mấy màu lần chị Song Anh ơi. Nè, chị Song Anh trắng nè. Nó có cái con gì? 350. Màu vàng sơ cây. Rồi, nó có một con vàng. Hồi nãy là Bimbila chốt một con xanh ngọc. Thì bây giờ hồi nãy đưa lên con hồng cánh sen. Và con này có màu vàng nữa nè mấy chị. Con này có màu vàng nữa nè nha. Trời ơi, con này mặc lên đẹp lắm. À, cái màu trắng chị Song Anh mới chốt nó có màu khác nữa. Tôi lên màu khác đây. Nó có màu khác nữa. Đầm trắng 350 đúng không chị? Rồi em lên cho mấy chị mà size này size 14, 12 nè. Chị Song Anh, chị chốt con đầm này chưa? Con đầm này mẫu mặc lên rất là đẹp nha chị Song Anh. Em nói thiệt luôn á. Coi gì xé xíu á. Trời ơi, con đầm này mặc lên cưng lắm mấy chị, size 12 là dưới 73kg nè, đẹp không? Nhưng mà con này dưới 72-71kg thôi nha, tại vì form nó hơi nhỏ hơn. Hoặc là chị lấy size số 10 nè chị Song Anh ơi. Hoặc là chị lấy size số 10 đi chị Song Anh ơi. Size số 10 đây là size của chị nè. Đây size số 10 nè. Đó, 60-67kg lấy size số 10 cho em. Trời ơi, con này nó vừa sang, nó vừa đỉnh nha mấy chị. Con này 300 nè. Con này mẫu em chụp hình là đẹp rụng rúng luôn. Rồi em lên cho mấy chị xanh. Chết ơ, coi mở cái bàn tao chưa. Ngoài này chạy cái sóng sơn của người nè. Hôm qua bà Hà Trúc gì mà bơm hàng vô mua đồ á. Ừ. À, xong cái nhắn tin chứ. Không mua. Nhắn tin gì ta kêu chứ. Ai bán cho mẹ đâu mà mua bà nội. Bơm cục hàng xong bà làm giống như bà có giá lắm vậy. Rồi quỷ, rồi yêu, rồi tiêu băng lợn. Nói gì là chị đã nghe nghe nè. Nó tới đây nè. Đó, em nói chị nè. Gửi hình cho chị là chị Song Anh mê liền. Gửi hình mặc cái đồng đó là chị Song Anh nhìn cái form mê liền. Ha? Nói thiệt luôn, cái đầm đó cưng lắm. Mình đưa lên like nhìn nó không có mê đâu chị đó. Em gửi cho chị đó. Chị lấy con đen đó, em gửi hình cho chị đó chị Song Anh. Trời ơi, nó dễ thương lắm nha. Ông diễn tả được con này 300. Em lên đầm này size dưới 77kg nè. Chị nào 65-77kg chốt con này. Khi mà mấy chị mặc lên nó những cái đường mắt chéo vậy nè, là nó sẽ làm mấy chị không thấy bụng ha. Là đây, đây là tây đá của hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Đẹp chưa mấy chị, con này 300. Đầm tây đá. Đó, đầm tây đá 300. Con này giống con mã trắng hồi nãy mà nó là màu tím môn nè. Nó size 16 là tương đương size 14 nha. Nguyễn Ngọc Nhung Lê vô rồi nó phải hỏi dùm đi chị. Hôm qua có một con dùm đi chị kia bên kia, tùy mấy con dùm kia ở ngoài á. Rồi lấy lên. Rồi em lên con đầm môn này size 77kg nè. Chị nào mặc 77kg hút con này đẹp không? Nói chung là dưới 80kg con này nha. Trời ơi, đẹp không mấy chị? Xuất sắc chưa? Rồi bao đỉnh luôn á. Bao đỉnh luôn. Cái con đầm này mặc lên cái dáng nó đẹp dã man con ngang luôn. Đó. Phải chửi. Không. Chứ không gặp không chửi là không có nhớ nhau. Đầm sư tử phom đẹp lắm nha. Đầm sư tử cái gì vậy Tây? Tao tán tao nè. Tao bay cái móc gỗ vô đầu mày cho mày chết mẹ mày nha. Má gửi vô đứng nó rặn địch nha. Nha mày, má gửi vô nha mày. Chết con em rồi. Đầm sơ cây nó có màu trắng không? Đầm sơ cây là cái đầm đầm củ tim á hả chị Bích? Chị Bích ơi, phải đầm củ tim không chị Bích ơi? Nè mấy chị coi giúp em nè. Đang ông đăng gì rồi?
đang hả? Vậy đây nè. Trời ơi, đầm này hồi bữa chị xong anh mặc vô một cái, chị xong anh nó đẹp quá trời luôn nha. Mỗi tội size nhỏ nha, size dưới 70kg thôi. Con này size dưới 70kg thôi nha. Trời ơi, đẹp không mấy cha. Nó làm mút ngực rồi, nó làm cái form đẹp lắm. Mà ở sau hơi bị sexy nha. Ở sau hơi bị sexy khi mặt nó sẽ căng ra vậy nè. Nó sẽ ló một cái đường auto spay cho mấy chị ha. Đó, biết auto spay không? Đâu có biết đâu. Nó sẽ ló cái đường auto spay cho mấy chị 350. Rồi dâm, coi size đi. Dâm này size XL nè. Đẹp chưa? Zombie, zombie đi ăn tiệc nha. Zombie đi tiệc 280.000. Xuất sắc không quý vị? Hơi bị đợt nha. Con này form ống suông. Con này thông báo là form ống suông nha. Dạ con này thông báo là nó nằm ở số ký của mấy bí mật à. Coi hai đi đứa đi soạn hàng đi Ti. Hai đứa đi soạn hàng đi Ti. Con này eo từ 93 đến 93, 94 đến 100 nè Ti. Gì vậy? Tao tưởng mày đi địt chứ. Mày thích cưa không? Thích cưa. Hồi nãy có một con đầm đổi cho chị kia rồi nha Ti. Biết chi buồn thở than mà chi. Tiếp lấy chồng. Nãy đổi cho Thơm rồi hả? Phải đổi cho Thơm rồi hả? Rồi làm ơn lấy cái đôi dép mà 450 Nguyễn Anh đó. Đứa nào làm bill Nguyễn Anh, số điện thoại người ta đuôi là 793 đồ má. Đứa nào làm bill ghi 397. Giờ cái phục hàng nó đi đâu gì đâu. Đéo biết luôn. Tôi biết ai. Coi thử hồi tối hôm qua chị Nguyễn Quỳnh Hồng có lấy đầm này không anh? Anh hứa kiểm tra bill Nguyễn Quỳnh Hồng thành phố. Tối hôm qua có lấy cái đầm nhung đỏ mà 300 chưa đi hàng hả? Kiểm tra Nguyễn Quỳnh Hồng qua có đi bill Nguyễn Quỳnh Hồng thành phố không? Qua lấy cái đầm nhung chưa? Lấy một cái đỏ eo 85. Chết mẹ, giờ cái đỏ eo 85 đâu giao trời. Từ mẹ nó. Tây ơi, kiếm cái đầm ngọc trai coi thử con sai gì Tây ơi. Đầm ngọc trai. Ừ. Ngọc trai màu gì? Ngọc trai cổ màu đỏ đó. Thôi sai gì đọc đi. Đầm đá, đầm đỏ, mùa xuân thì này anh sẽ cứ... Ủa có hàng trẻ bình ở đây không anh? Bi nãy tao quăng một đống hàng trẻ bình ở sau lưng mày đâu rồi Bi? Ngồi trẻ cánh vỗ đây. Đó, nghe chưa? Mai tao chửi tiếp. Lấy lời. Hồi nãy ai hỏi đầm đỏ đất chiếu sư tử có size nhỏ nè. Ai hỏi đầm nhỏ, đầm đỏ sư tử đầm đỏ đất chiếu Mary chịch mợp này có size nhỏ nè. Cho nên chị nào chốt size nhỏ chốt lên giúp giùm em size nhỏ nha. Rồi em lên cho mấy chị nè. Nè đưa cho chị Nguyễn Quỳnh Hồng ơi. Rồi em lên nha. Chắc sao không có thấy cái đường này nha. Cái này size 18 nè mấy chị ơi. Cái này size 18 nha. Size này là size 85 đến 90kg nè, đẹp không? Trời ơi, chế nào mà 90kg chốt được mấy con này đi tiệc là em nói mấy chị bao phê luôn. Bao phê lòi luôn nha mấy chị. Phê lắm. Rồi lên cho mấy chị một con đầm vàng. Ờ, đỏ sư tử size 12 của chị á. Rồi em lên cho mấy chị con đầm vàng size 14 nè, 75kg nè. Cưng không mấy chị? Đừng có để ý con dây nịt ở giữa. Chủ để ý cái form đầm giúp giùm em. Đầm hoa vàng. Chị nào chốt đầm hoa vàng size 14 chốt giùm em đầm hoa vàng size 14. Hồi nãy em có lên một con đầm nhúng. Lên con đầm nhúng xanh đen thì con đây là đầm nhúng đỏ đô. Đầm nhúng đỏ đô cũng 300 hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị. Một cánh bướm trắng trong chiêu nắng mà nó được chiếc đầm. Rồi lên tiếp nè. Hôm qua con mẫu em đó ở cái đầm này hồi nãy em nói chị xong anh nè. Mình coi lại váy đen bẹt vai chị Trinh Phương. Đây em đang cầm luôn nè chị Trinh Phương. Nó có size số 10 nha chị. Size số 10 là khoảng cỡ 60 đến 67kg thôi nha chị nha. Tại con này form hơi nhỏ. Con này mà chị cần thì em gửi hình của mẫu nhà em nó mặc cho chị coi. Form đẹp lắm chị. Form đẹp mà bao đỉnh luôn nha. Form đẹp dữ dằn lắm. Con này size 12. Con này là gu của chị Tuyên Nguyễn nè.
con này gu của chị Tuyên Nguyễn 250 nè, size 12. Tin em đi, đầm đã size nào chị? Chị Nguyễn Nguyễn lên chiều cao quan nạn đi, em coi em báo size cho, có size không? Đầm này là gu của chị Tuyên Nguyễn nè, đầm này là gu của chị Tuyên Nguyễn mà size của chị Tuyên Nguyễn luôn nè, 250, đầm cổ đắp chéo nè, xuất sắc chưa, mê chưa? Giá đỏ 300, đầm này 250, hoa đen. Đó, đây là gu của chị, đáng lẽ là có cái con này vô là 280 nè, nhưng mà giờ còn có một con chơi luôn. Sao 18 không có chị, 300. Ồ, con đứng dậy lấy, cô thử con cài áo nào. Cài áo nhà của cái hàng để dành bên kia mới đẹp. Đắp chéo hoa đen, con này 250 của Tuyên Nguyễn trước hả Bi? Sao 18 không có. Đỏ size 12, 300 luôn, đỏ này nè con. Mẫu nào vậy? À, đầm đen con sổ nhiều nút hồi sáng ta lai xong quanh cái đùng ở đây nè Ti hả? Đầm đá 250. Đúng rồi, con thử phải size 12 cho chị Tiên. Rồi chốt cái đó đi. Cái áo này hết đẹp rồi. Thế là để ra bây giờ còn có 4 cái để dành bán đầm body. Rồi dễ thương quá. Em còn 2 cái hàng này hàng Quảng Châu về nha mấy chị. Đẹp không? Chừng nào chị nào thỉnh thì nói đi. Dạ lấy đầm thôi, 300 của chị anh, của chị 300 của chị Tâm Anh nè. Nếu là chim tôi sẽ là hôm ấy mình còn xéo không, em còn xéo mẫu khác. Chị Bích từ từ mua đồ, chị Bích nó đừng mua nôn nha, nói thiệt lòng. Tại vì sao, ngày nào nhà em cũng hàng về hết trơn á, mình mua nôn cái mai mốt giờ mình mua nhiều, mai mốt cái mình kiểu giống như là mình quăng này đi con. Coi cái đẩy đen trong cái đó chị Tuyên mặc cũng được không, cái đó chị Tuyên mặc không được nè chị Tuyên, nó dài lắm nha, ấy là size 14 là 77 ký. Con này chị rộng, con này chị rộng nha, xe cây, hàng này cũng hàng xe cây á, mà tại vì hàng kho nó sale thì mấy chị được giá sale thôi, chứ như người ta thì cứ treo lên từ từ bán lời không sướng nè. Đẹp chứ bộ đâu phải xấu đâu mấy chị, đúng không? Đẹp chứ đâu có xấu đâu, con đầm này điên tiền là chết, mà họ không ai như em đi bán con này 140. Nói thiệt là tại vì kho sale thì mình đi sale giùm kho, nói thẳng ra vậy đó ha, nói thẳng tẹt ra vậy đó, nói thẳng quạch tẹt lên là vậy đó. Mấy giờ mà bữa nay tao chiến đấu dữ vậy ta. Rồi em có con đầm yếm 250 nè mấy chị ơi. Hả gì con? 12 giờ. Tao like được tới 12 giờ, nãy tao đi cấp cứu rồi đó Bi. Tao vừa lòng mày. Con này con đầm yếm nè. Dạ chị nào mà size bằng em thì chốt con đầm yếm này size 16. Chị nào mà còn có 70-80kg chốt con đầm yếm 250 đi giùm em. Con này xinh lắm nha. Chị nào bụng bia, bụng bầu, bụng ba ba, bụng cá chép là hốt con này. Con này xinh và rất là quyến rũ ha. Con này xinh cực kỳ nha mấy chị nha. Tại nãy chị không có mạng, không coi được. Dạ, đó em đưa lên chị coi rồi đó. Em đưa lên chị coi rồi đó. Đây nè. Chị nào mà size 16 là em năn nỉ mấy chị nên lấy con đầm này nè. Ý mặc con đầm này lên đẹp lắm. Mấy chị coi nè, 250 nè. Mà cái đầm thun la dông với ren, phối ren này nó mặc lên đẹp bao la luôn mấy chị. Dạ chị nào mà còn cỡ dưới 85kg hốt con đầm này, 76-85kg tùy mẫu nha mấy chị nha, tùy mẫu. Em lên cho mấy chị một con đầm hoa vàng cổ đắp chéo, con này size 18 nè. Con này chị Huyền, chị gì chị mơ gì mới hỏi á, chị gì mới hỏi con đầm cổ đắp chéo này em nhiều size lắm, em nhiều mẫu lắm chị Huyền. À chị Huyền chốt con này nè, chị Huyền chốt con này nè, chị Huyền size 18 của chị Huyền nè, 250 ngàn. Trời ơi nó xinh lắm chị Quyên ơi, nó xinh mà lên cái form nó sang bà cố luôn chị. Mấy con đầm cổ đắp chéo này em nói thiệt với mấy chị, mà kho có bao nhiêu thì em chơi bấy nhiêu hết trơn ha, kho có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu hết trơn, không có nề hà mà không có giống như là sao ta, không có bao giờ mà để dành lại những con này mà ở kho đâu. Nếu có hàng là em quốc hết, em quốc ráo hết á mấy chị, em có để lại ha. Cái đầm
đen nãy của chị Song Anh có size 14 nè. 14. Chiếu hoa này đẹp tại chị. Chiếu hoa này em có nhiều size, nó có một bao đủ hoa lần chị đợi ti xuống nó kiếm nha. Nhưng mà chắc em like không nổi, em hẹn ngày mai nha chị Bích ơi. Nếu mà chị Bích á, chị Bích nãy bao nhiêu không? Anh ơi, Bích chi chưa? Rồi thôi đi hàng đi. Rồi cho anh hai cái này đi. Nè con đầm này size khoảng cỡ 75, 73 kg nè. Con đầm đen mà nãy chị Song Anh chốt 300 đó. Đây nè, mã này cũng dễ mặc nè. Mã này chiếu hoa đen, mã này dưới 77kg nè. Mã này là mấy chị nên lấy nè. Nói thiệt lòng luôn. Mấy chị thấy vậy chứ đây là những cái mẫu đầm khi nào mấy chị mặc lên cũng gọn, cũng đẹp. Nhất là những chị em mặc nhà mình ha. Là đây là con mẫu đầm khi mấy chị mặc đắp chéo lên á, thì cái mã nó lên nó làm cái ngực mấy chị nâng nâng nũng nỉnh rất là đã và phơm gọn. Còn mấy chị nào mà tuổi teen thì muốn lên tuổi teen thì em lên đồ tuổi teen, em lên thử bao tuổi teen hở lưng đâu ai mua đâu. À, xem kỹ đầm đen biệt vai chị Trang. Chiếu đen này của chị Tuyên 250 nè. Chiếu đen này là gu của chị Tuyên luôn nè. Ha. Chiếu đen đó có hoa lên 75kg. Đợi chút xíu ti nó xuống nó lấy cho. Mai đi chị, mai em bung hết một bao. Tại vì nó có một bao chiếu này lần nó đủ hoa hết đó chị. Caro, chiếu đen, đỏ, xanh, cam. Đó à, đầm đen kiếm đầm cô Long Dương à, kiếm đầm cô Long Dương quá đẹp đẹp đi. Để mai, mai em đi kho đó mấy chị. Chị nào 77kg hút cái con đầm em để dành này. Trời ơi làm ơn hút con để dành này tết mặt. Con đầm để dành này tết mặt mấy chị ơi. Chết. Xin không mấy chị. Trời ơi chị gì quên rồi. Đây nè chị. Chị Bích Chi Trương đẹp không? Nó phối đẹp không chị? Hàng Việt Nam xuất khẩu là đầm hoa. Đầm này mà tết mấy chị mặc là ghiền lắm luôn. Đầm này tết mấy chị mặc là bao ghiền, size 14 luôn. Size 14 nha. Đây là cái mã đầm hoa mà em năn nỉ mấy chị nên lấy nè. Năn nỉ nha. Nhất là những chị 70 đến 80kg năn nỉ. Tại vì mấy chị biết sao mấy chị nhìn vậy nó không có ra cái form đẹp. Mà đầm này yên mặc lên đẹp lắm. Em có mẫu đầm này nhưng mà còn mỗi size 14. 70 đến 80kg đầm này mấy chị ơi. Rồi chốt đầm này đi mấy chị. Nè cái form A mà khi lên bỏ cái tay vô túi quần túi đầm một cái em nói chụp hình. Bao đẹp và bao lung linh luôn. Xem bẹt vai màu đen size số 10. Ê bây giờ em sẽ nè. Em gửi cho chị Trang coi nha. Nhưng mà nó size số 10 là 60 đến 67kg chị Trang. Em gửi hình cho chị Trang nha. Gửi hình cho chị Trang mẫu này nha. Gửi hình cho chị Trang coi đây nè. Đó chị Trang. Gửi hình cho chị Trang coi á. Thích cho thích chiếu hoa vàng rồi đợi. Thôi mai đi chị Bích. Mai đi rồi mình mua tiếp để. Tí ơi, tí mừng tí em đi kiếm cái bao đầm mà củ chéo đắp chéo mà lai dông 250-280 đem lên đây cho mấy chị mua đi. Hồi nãy em lên màu trắng, bây giờ em lên cho mấy chị con màu xanh nè. Màu xanh đầm 300 ha. Màu xanh size nhiêu? Size này nó ghi là size 16 thì khoảng cỡ size 14 thôi, dưới 77kg. Nó có nhiều lắm nha chị. Đây nè, nó có mã caro anh Phước ơi, đứng gì lấy cho em mã caro này đây anh Phước. Mã caro này, lấy caro vô chút xếp bên đầm trắng đó, đó tay anh á. Đó. Đó đúng rồi, lấy con nằm đắp chiếu nó xuống coi thử sai nhiêu. Ngon ngon chút xuống lấy cái nằm đó cho khách coi đi đi. Rồi lấy đây một con trước đi. Lấy xăm 14, chị đó 14. Rồi đầm này 250 nè. Đầm này 250 nha mấy chị nha. Nè chị ơi, em có con này nè. Cũng hàng xe cây luôn. Ờ cái này không phải không dúng. Cái này size 12 và size 14 nè. 280 gì vậy? Cái đồ ở đâu vậy? Rồi bông ở thùng rác đâm cái là ta bị. Con này là con. Con này con caro nè mấy chị. Gói hơn sao có mấy người lụm rác ta giận chết luôn á. Con này size 12 và size 14. Con này 280 nha. Con này thun lai dông lót 2 lớp. Con này chị Tuyên Nguyễn cũng là gu của chị Tuyên Nguyễn mà chị Tuyên ơi. Cô của chị á. Đây. Thôi để em lên đầm này cho chị Bích chị mua chị gộp đơn luôn đi. Lai tới 12 giờ luôn nha mấy chị. Quỳnh nó ngồi nó buồn nó đói bụng lắm luôn. Cho Út miếng nước phải không? Hai tụi bay không chịu ăn ha. Cái xong gì ăn. Ông đi hai đứa giờ đi.
thì like thêm 15 phút là hai đứa ăn xong quay làm view được. Đi hai đứa đi. Đi đi. Nó chưa ăn. Chỉ là chiều giờ mày ăn dặm dặm đường rồi, con Quỳnh nó chưa ăn kìa. Mày ăn dặm 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 đường rồi, có không? Trời lên đầm này chị Bích Chi Trương ghiền nha. Ghiền. Nói thiệt là ghiền. Nha. Rồi coi cái kia nó giật 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 kia bây giờ. Con nó nổ tiếc não á. Con này bị mắc sai à. Rồi con này mắc sai, mình bé theo form mắc sai. Dạ mắc sai này 65kg. Mắc sai 60 đến 65kg. Trời ơi má ơi. Có khoen nha, 280. Xuất sắc chưa? 60 đến 65kg. Con đầm này chị Trang thích nè. Con đầm này chị Trang nguyên vừa nè nha chị Trang nguyên. Nhắc nhẹ nhẹ thôi. Rồi em lên cho mấy chị con beo xanh, con họ Tiết beo xanh. Họ Tiết beo xanh size 16. Cho xem mẫu đầm đi chị dài nha chị, 60kg Nguyễn Châu. Nó có con đầm đỏ đây nè, con lên cái con đầm đỏ đi chị này lên cho Út. Rồi đây nè mấy chị, con này con xanh nè, con này 250 màu đẹp không mấy chị, con này size 16 nè. Con này là chị gì Lâm Stay gì á. Lâm Hằng Home Stay được nè. Để con size 16 mà đẹp con chị màu đẹp ha. 250 chốt giùm em là mail xanh. Đây là con đầm 350 size 60kg nè chị ơi, 60-65kg. Con đầm đi tiệm form dài nha chị nha. Con này 350. À, con này ở sau mấy chị mặc cẩn thận nha. Tại vì khi mấy chị mặc lên nó sẽ căng cái này ra. Và nó sẽ cắt, nói chung là cái đường ren này với cái đầm là nó sẽ cắt một ngón tay như thế này cho mấy chị ha. Đó. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã caro. Mã caro nâu nha. Caro nâu này size bự nè. Size này là 85kg đến 95kg rồi cũng vừa nha. Mã này size 85 đến 95kg. Ok mấy chị. Rồi đây là lên cho mã con caro này cho mấy chị. Caro này form lớn nha. Còn bill đi anh. Caro này form lớn nha mấy chị. Con này size lớn ha. Size này còn cỡ 85kg trở lên. Dạ con này chị nào 85kg trở lên thì chốt con này giúp em nha. Đây là con caro nâu nè mấy chị. Caro nâu. Vải đẹp lắm. Mấy con này mấy chị đụng vô cái vải là mấy chị chỉ có mê thôi nha. Rồi em lên cho mấy chị một con. Con này con gì ta, con họa tiết xanh đi. Họa tiết xanh size 1X. Con này là họa tiết xanh nha mấy chị nha. Họa tiết xanh. Chị nào chốt họa tiết xanh là chốt lên giúp dùm em. Cứ chị Bích Dừa em dừa là chị Bích Dừa ha. Nè họa tiết xanh. Con này họa tiết xanh là con này có khoen thì 280. Con này sang lắm nha. Con này mấy chị đi tiệc được luôn á. Mấy chị có cái họa tiết của nó nè. À, con này khoảng cổ 75 đến 85kg nè. Họa tiết xanh 75 đến 88kg chứ không phải 85 nha. Hoa vàng em hết rồi chị ơi, hoa vàng hết rồi. Nó có hoa văn khác chị có coi thì em lên nha. Hả? Con này cũng vậy nè. Con này chốt giùm em con màu là loan. Con này xanh da trời đi. Con này xanh da trời, con này cũng size 75 đến 88 90kg nè. Con này chốt giùm em mã nè. Mã loan xanh da trời ha, hoặc là loan cà phê. Nha loan xanh da trời hoặc loan cà phê. Cho chị cà rông sóc họ tiết xanh. Họ tiết xanh này phải không chị? Họ tiết xanh này phải không? Rồi để em kiếm cái thử có size nhỏ cho chị em nha. Họ tiết xanh. Họ tiết xanh là con nào chị? Họ tiết xanh là con này đúng không mấy chị? Hai chị họ tiết xanh. Phải không? Báo giùm em nha. Con này đi tiệc được đó. Con này 280. Con này size chị cửa lông tóc hơi rộng tí. Để em kiếm thử có size nhỏ không? Con này hai chị hơi rộng tí, hai chị ổn không? Con này hai chị cho cái chị cờ rong sóc là có bảy mấy ký. Chị cờ rong sóc 70kg là con này hơi rộng. Con này chị Bích Chi Trương bằng em thì chốt được nè. Chị Bích Chi Trương thì chốt được. Còn chị cờ rong sóc là không chốt mã này được nha. Để em coi thử còn size nhỏ chứ con này không có size nhỏ. Nè con này đẹp không? Bích Chi Trương. Không, chị Bích Chi Trương em biết rồi, chú 101 bằng em. Chú 101. Con này cũng đẹp nè quý vị. Con nó có quen không? Có quen thì 280. Nè con này đẹp nè. Chị cờ rong sóc nè. Hoặc là chị cờ so rưng nè.
chỉ có so rưng hoặc chị Bích chi chưa chốt con này nè. Beo xanh nè. Gì vậy anh? Đây thì tốt tắt chưa? Có quen không? Có quen không? Có quen 280. À, Châu ơi, Châu nhắn tin cho chị Yên ơi, Châu nói Yên ơi, à, gửi cái mẫu đầm đỏ đó cho Châu đi, chút gửi cho, chút nay xong gửi cho nha. Nói nhắn nhanh cái tin đi cho biết chứ không nó quên, nó bị luộc á, nói chung thì thực sự này nó vẫn đều, nhiều cách hỏi lắm cho nên là cứ trả lời nó sẽ bị trôi tin á. Nè, không chốt con này là chết nha, mấy chị không chốt con beo xanh này là chết, mấy chị nhìn phân đẹp không? Nè, chị cờ so rưng hốt con này nè, chị cờ so rưng hoặc là chị Bích Chi Chương để riêng nha. Để riêng mấy con xoay nhỏ để treo lên. Hoa đen chị Trang Nguyễn chốt đi này nè, hoặc là chị cờ con. Nhưng mà con này thì nó không có đắp chéo. Con này nó đẹp mà nó không đắp chéo, mà con này phân nhỏ nha. Con này size là còn cỡ 60-70kg thôi. Con này 250 nè. Chốt giùm em là mã đen trắng, mã đen này mặc lên cưng lắm. Mã đen hoa trắng. Tìm hoa vàng, đây có một con hoa vàng để coi size nhiêu ký à. Giá trời size nhỏ bán cho bạn con kiếm tô phở, giá trời size nhỏ nha. À đúng rồi, size nhỏ, size 16 chị được mà. Rồi vậy đi. Đây. Dạ vừa lòng chị chưa? Vừa lòng chị chưa, rồi chị cho em đi ngủ được chưa? Bách Chi Chương 250 nè. Dạ beo xanh hả chị Tú Trang Lý? Dạ beo xanh này là size khoảng cỡ 70-80kg nha. Dạ 70 để em coi size. Dạ 70-83, 84, 85kg ha. Dạ 70kg vừa nha. 70kg-84kg. Beo xanh Tú Trang Lý 250. Cái máy hồi sáng nay tao like một mình, tao muốn đặt cái máy luôn. Đó vừa lòng chị chưa, chị Bích Chi chưa? Lên con caro chốt nữa, em kiếm tô phở em đi ngủ nè. Giờ sao ta? Giờ chị có đưa hai cái bao hàng xưởng vô nhà trong là Ti ơi. Cái bao là Ti. Đưa bao hàng xưởng vô đây. Cái này đun vô đây. Còn cái này đẩy xếp hết cho thôi nha. Tại cái cuối thì like rồi. Để tiếp tục hai like hàng này tí nữa không? Cắt nha. Dạ chị lấy màu kém đi. Dạ em lên cho mấy chị con caro nè. Chị lấy cái mã này nè. Chị lấy cái mã họa tiết xanh để đi tiệc này nè. Nó đẹp lắm. Nha, chị lấy cái này là chị vừa nè, chị Tú Trang Lý. Nha, chị Tú Trang Lý. Mà mấy cái này mấy chị dễ mặc lắm à, nói giùm Tú Trang Lý con ơi. Nè, caro nè mấy chị. Caro đẹp không? Caro này 250 nè. Caro đẹp dễ sợ luôn mấy chị ơi. Caro này 250 nè. Đó. Em mới lên có mẫu áo dài nào trẻ trung em mua em đi đám cưới thoải mái luôn. Em mới về cái mẫu chị đăng hình nó đi ra thoát ra đi vô coi đăng hình đi. Thoát ra đây. Caro nè, 70-82-83kg nè. Thoát ra đi vô đăng hình đi, coi đăng hình đi. Rồi tôi bán hàng mà tôi đuổi khách như con đẻ gì đó. Mà có đẻ đâu. Em có một mã đầm sư tử chữ B. Mã này size bé nè. Xinh không? Ôi chết luôn, mã này 60-67kg nè. Ôi chết ngắt không mấy chị, đầm chữ B nè. Chốt giùm em mã chữ B 250 nè. Rồi lên một mã nữa nha. Lên một mã nữa nè. Một mã loan thôi. Lên một mã nữa là nghỉ nè. Xong soạn hè xong chưa? Chưa. Tới đâu rồi? Một cái hai bè cùng mấy bên kia đồ gì không? Con này size 85kg nè. 85-95kg nè. Có một con là loan. Loan xanh 85-95kg mã cuối cùng. Sang ha. Trời ơi, lựa mẫu toàn đẹp không? Lựa mẫu toàn đẹp không luôn á mấy chị ơi. Mẫu mặc vô một cái nó mê mỏng luôn. Chị Hoàng Phụng này, cái đôi giày sao bấm mua chị Bích, bây giờ em trừ tiền anh về nha. Ừ đó, hai cái này phải đi ngon anh, hai cái đưa được tiền. Rồi Ti ơi, cái bao này là Ti, bỏ nhà giữ lại nha. Ở bao cô đồng tủ đất chiếu này nè, là khi nào mình bán để gì nó dễ kiếm lắm. Rồi, không có lấy đồ. Rồi bé Ti ơi, chào mấy chị, bé Ti. Em chào chị, mấy chị nha, mấy chị. Mỗi ngày nhà em đều live vào 8:30 tối, buổi sáng, trưa đều live 2-3 chập. Mấy chị đón xem nha mấy chị. Chào mấy chị nha.